Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 308, ai dám động vào đại ca ta? Bên ngoài tháp giới ngục, Diệp Huyên bị đạp rơi xuống đất run rẩy theo bản năng, vì hắn có thể cảm nhận được mọi chuyện xảy ra trong tháp giới ngục. Con rắn đỏ kia vì không hiểu ý của đại thần tầng 2 mà đã toi đời rồi. Nghĩ mới thấy đại thần tầng 2 vẫn tốt với mình lắm. Diệp Huyên bị suy nghĩ này của mình làm giận mình. Hắn không nghĩ nhiều nữa, vội vã bò dậy, hắn vẫn không quên bây giờ mình đang đối mặt với ba yêu nghiệt. Một đấu ba. Đánh thắng sao? Hình như có vẻ đánh không lại. Diệp Huyên quay đầu nhìn thoáng qua Lục Bán Trang ở gần đó, nàng ta đã áp đảo được người đàn ông trung niên, có thể thấy ông ta đánh không lại Lục Bán Trang, nhưng Lục Bán Trang cũng khó có thể giết chết ông ta trong khoảng thời gian ngắn. Mà cô gái áo xanh cũng bị đối thủ giữ chân, Lăng Diệu bên kia cũng thế. Bây giờ hoàn toàn không ai có thể giúp hắn. Diệp Huyên hít sâu một hơi, bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Người đàn ông ở phía xa nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, sao có thể, sao ngươi có thể không sao cả. Con rắn kia là yêu thú thần hợp cảnh, chuyên ăn ngũ tạng của con người, là một trong những lá bài tẩy của gã, tiến vào thân thể có thể nuốt chửng sạch sẽ ngũ tạng của người khác trong nháy mắt. Song sau khi con rắn tiến vào trong cơ thể Diệp Huyên, gã lại phát hiện mình và con rắn đỏ kia đã hoàn toàn mất liên kết. Diệp Huyên cảm thấy hơi buồn cười. Bây giờ hắn có thể sử dụng tháp giới ngục bắt người, nhưng hắn không dám. Sử dụng một lần chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa kiếm tiên tỷ tỷ cũng nghiêm khắc ra lệnh bảo hắn đừng làm loạn, vì vậy không phải lúc chết chắc, hắn sẽ không sử dụng nó. Nhưng hắn không ngờ con rắn này lại tự chạy vào, sau khi chạy vào trong người hắn, con rắn kia cũng không lập tức nuốt chửng lục phủ ngũ tạng của hắn, mà là cảm nhận được tháp giới ngục, sau đó cứ thế đi vào. Đi vào thì thôi đi. Còn không hiểu tranh vẽ nguyệt ngoạc của đại thần tầng 2, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Thật ra hắn cũng sợ đến mức người đổ đầy mồ hôi lạnh, có lẽ đại thần tầng 2 là nể mặt kiếm tiên tỷ tỷ hoặc tháp giới ngục, nếu không e rằng hắn đã đi đời từ lâu rồi. Đúng lúc này, người đàn ông áo xám ở đối diện Diệp Huyên đột nhiên giang hai chân ra. Xoạt xoạt. Mặt đất dưới chân hắn ta không ngừng rung lên, sau đó, hắn ta vỗ hai tay xuống đất một cái. Vòng sắt trên tay rơi xuống đất. Ầm. Mặt đất dưới chân Diệp Huyên lập tức nứt toác ra, sức mạnh cường đại từ dưới đất bay lên trời, trong nguồn sức mạnh này có 10 vòng sắt đen nhánh, một vòng lại một vòng, mỗi vòng đều tản ra sức mạnh vô cùng bá đạo. Cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong vòng sắt này, Diệp Huyên không dám nương tay nữa, hắn cầm kiếm liên tú bằng tay trái, đâm về phía trước một cái. Nhất kiếm định sinh tử. Lần này, hắn lại sử dụng kiếm ký nhất kiếm định sinh tử một lần nữa, dù bây giờ thân thể hắn không cho phép hắn sử dụng kiếm ký mạnh như thế, nhưng đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Vì nếu không đỡ được, hắn sẽ chết. Chém xuống một kiếm, ầm. Những vòng sắt màu đen kia lập tức bị chiêu kiếm này của Diệp Huyên chém đứt, nhưng Diệp Huyên cũng bị văng ra ngoài. Một mũi tên màu vàng lập tức bắn ra từ trong bóng tối. Tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp nháy mắt bay tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên mở mắt ra, hai tia kiếm quang bắn nhanh, nhưng sức mạnh của nó đã yếu hơn trước rất nhiều. Vì thân thể của hắn bây giờ đã tiêu hao đến mức độ vô cùng nghiêm trọng rồi. Hai kiếm quang đánh lên trên mũi tên kia, mũi tên màu vàng rung lên dữ dội, nhưng hai tia kiếm quang lại cứ thể nổ tung. Mũi tên lại bắn nhanh tới. Sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi. Hắn đâm một chiêu kiếm lên đầu mũi tên, kiếm liên tú rung lên dữ dội, mũi tên này vẫn bị chiêu kiếm chém đứt, nhưng sau đó lại có một mũi tên bay tới. Quá nhanh. Diệp Huyên cong người, tránh khỏi chỗ hiểm. Phập. Chớp mắt một cái, hắn đã bay xa mấy chục trượng, trên bả vai bị một mũi tên màu vàng đâm vào. Diệp Huyên giơ tay đập xuống đất, người bay lên, lúc này người đàn ông áo xám xuất hiện trước mặt hắn, đá mạnh một cước về phía hắn. Diệp Huyên cũng không đỡ, mà cứ mặc cho hắn ta đá, nhưng vào lúc hắn bay ra ngoài, kiếm liên tú đâm lên đùi người đàn ông áo xám, đáng tiếc là hắn không thể cắt đứt chân hắn ta bằng một chiêu, vì kiếm vừa đâm vào, hắn ta đã lùi lại mấy trượng. Diệp Huyên lại bay xa một lần nữa, hắn đứng dậy, khóe miệng lại có máu tươi tràn ra. Phải nói là không ngừng chảy máu. Hai người ở phía xa đồng thời biến mất. Diệp Huyên cười gằn, hắn đang muốn liều mạng đây, đúng lúc này. Lăng Hàn sau lưng hắn đột nhiên đứng lên, một giây sau,
Lăng Hàn đã xông về phía hai người kia, con mẹ nó, ai dám động vào đại ca ta? Ai dám động vào đại ca ta? Sau lưng Diệp Huyên lại có mấy giọng nói vang lên. Chương 309, yên tâm mà thiếp đi. Ngoại trừ Lăng Hàn đã bước lên, bốn người còn lại là Cam Vô Vi, Dạ Ly, Nam Khai Minh và Bạch Trạch cũng đồng loạt đứng dậy. Cả năm người đều đã đạt đến thần hợp cảnh. Họ làm sao có thể không biết chuyện gì đã xảy ra, vì vậy ai nấy đều vọt về phía hai người đàn ông áo xám với vẻ dữ tợn trên mặt. Thấy Diệp Huyên rơi vào thế hiểm dưới sự tấn công của ba người kia, bọn họ ai lại không đau đớn như cắt da cắt thịt, nhưng cũng không còn cách nào khác. Họ phải chớp lấy cơ hội này để thăng tiến lên thần hợp cảnh mới có thể chống lại ba người áo xám kia, bằng không chỉ có nước chịu chết. Cục diện trở thành trận chiến 5-3. Dù vậy nhưng ba người kia không hổ danh là những kẻ yêu nghiệt nhất trong thế hệ trẻ ở Trung Thổ Thần Châu, thực lực của họ quả thật rất mạnh, cho dù nhân số ít hơn cũng không hề rơi xuống thế hạ phong. Cách đó không xa, Diệp Huyên ngồi bệt trên đất, cảm thấy không thoải mái nên dứt khoát ngả lưng nằm xuống, không quên lấy một viên đan kim sang bỏ vào miệng. Mệt quá! Trận chiến vừa rồi đã khiến hắn phải hao tổn quá nhiều sức lực, thật sự mệt chết đi được. Cơ thể hắn vốn bị thương, nay lại thêm sử dụng quá độ khiến nó đang đứng trên bờ vực gục ngã, thậm chí không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một đầu ngón tay. Bỗng nhiên, một cái bóng màu đen vồ tới từ bên hông Diệp Huyên như một tia chớp, đồng thời một bóng người khác cũng lóe lên sau lưng hắn với tốc độ không tưởng. Quỳnh! Cái bóng liên tục thối lui sau tiếng nổ ầm vang cho đến khi lùi vào bóng tối. Một người thanh niên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Chính là Mạc Vân Khởi. Hắn ta lạnh lùng quét mắt nhìn vào bóng tối, thanh phi đao vàng óng lóe lên trong lòng bàn tay. Cùng lúc ấy, tất cả các thành viên của đội lính đánh thuê đều đã đột phá đến thần hợp cảnh, không một ai thất bại. Họ cất bước đến bên Diệp Huyên, cùng Mạc Vân Khởi canh giữ quanh hắn, nửa bước không rời. Diệp Huyên chỉ cảm thấy thân thể mình nặng nề như đeo chì, chỉ trực chờ chìm vào giấc ngủ. Lần này, biết có các huynh đệ cạnh bên, hắn không chống cự nữa, cứ thế yên tâm mà thiếp đi. Những người còn lại cẩn thận vây quanh Diệp Huyên, những đôi mắt chất chứa sát ý lạnh lẽo nhìn chằm chằm bóng tối bốn phía. Cách đó không xa, một tiếng ủình vang lên. Người đàn ông trung niên đang giao thủ với Lục Bán Trang bị đánh văng ra xa mười mấy trượng trong một tiếng rên rỉ, vừa mới ổn định lại được thì Lục Bán Trang đã xuất hiện ngay trước mặt. Nàng ta tung người lên, vung tay trường xuống, tốc độ nhanh đến mức bàn tay như nhòe đi. Trường chưa tới, khí thế đã ập đến cuồn cuộn. Mặt đất dưới chân người đàn ông kia nát vụn thành phấn. Cảm nhận được uy lực chứa trong một trường này, đồng tử ông ta co rụt lại, hai gối hơi cong, huyền khí trong người ào ào tuôn về phía hai cánh tay đang đưa ra để cản lại. Ầm. Đôi chân người đàn ông lập tức lún sâu xuống nền đất. Hai cánh tay rách toạc dưới sức mạnh của cú trường này. Lục Bán Trang nhẹ nhàng đáp xuống, lập tức lên gối vào cằm đối phương khiến cổ họng ông ta nát bươm trong nháy mắt, máu phun thành vòi. Với một cái ngoắc tay của Lục Bán Trang, chiếc nhẫn của người đàn ông tự động bay đến lòng bàn tay nàng ta. Sau khi nhìn một lượt bên trong nhẫn, khóe miệng nàng ta nhếch lên rồi mới chịu cất nó đi. Đoạn, Lục Bán Trang nhìn sang cô gái áo xanh vẫn đang giao thủ kịch liệt với Liên Chiến. Một khắc sau, nàng ta biến mất. Quỳnh. Liên Chiến lảo đảo thối lui mấy chục bước. Lục Bán Trang xuất hiện bên cô gái áo xanh, đang định ra tay thì một giọng nói bỗng vang lên từ trong bóng đêm, rút lui. Rút. Liên Chiến nghe vậy thì trầm ngâm một hồi rồi mới xoay người rời đi, không ngờ Lục Bán Trang và cô gái áo xanh đồng loạt biến mất. Gã ta thấy vậy thì nhe răng đầy dữ tợn, đưa hai tay ra vỗ vào nhau. Hai luồng khí đen kịch liệt vùng vẫy trước khi vỡ vụn. Oạch. Hai dòng khí đen ngòm quái dị lơ lửng trước mặt Lục Bán Trang và cô gái áo xanh khiến họ không thể không lùi lại, trong mắt là vẻ nghiêm túc chưa từng có. Họ có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của luồng khí này, đồng thời cũng không hề sợ hãi, lại lần nữa biến mất. Đôi mắt Liên Chiến nheo lại, thọc tay phải ra rồi siết chặt lại, nổ. Gã ta vừa dứt lời. Hai luồng khí đen lập tức nổ tung. Đợi đến khi Lục Bán Trang và cô gái áo xanh phẩy sạch chúng đi rồi, Liên Chiến và những người bên nhóm gã áo xám đã không còn tung tích. Hai cô gái vội vàng lao đến trước thì bỗng nhiên dừng bước.
Cả hai nhìn nhau, không biết đã cảm nhận được gì mà lại có một tia sợ hãi dâng lên trong mắt. Những người khác vội đi đến bên họ. Lăng Hàn hỏi, có đuổi theo không? Cả hai lắc đầu. Lục Bán Trang nhìn Diệp Huyên vẫn nằm sải lai trên đất rồi lên tiếng trước khi Lăng Hàn kịp mở miệng, đợi hắn hồi phục lại đã. Lăng Hàn nghe vậy thì gật gù rồi cùng nhóm Cam Vô Vi trở lại bên Diệp Huyên. Mọi người cũng không gọi hắn dậy mà cứ thế đứng vây quanh hắn. Cô gái áo xanh thấp giọng nói, chuyện này không đơn giản. Lục Bán Trang im lặng. Cô gái kia nhìn nàng ta với đầy nghiêm túc, khí tức ấy. Học viện Thương Mộc tại Trung Thổ Thần Châu và thế giới ngầm kia không phải muốn liều mạng nữa mà là muốn đổi mạng. Cho dù hắn có kiếm tiên sau lưng cũng không thể địch lại. Hai thế lực kia đã tồn tại ở Trung Thổ Thần Châu suốt mấy ngàn năm, căn cơ thâm hậu, chỉ một kiếm tiên không đủ để chúng dắt kẽ răng. Huống chi bọn chúng còn tìm đến. Ngươi cũng biết mà. Thấy Lục Bán Trang vẫn không nói gì, cô gái áo xanh nhíu mày, ngươi thật sự muốn tiếp tục dấn thân vào vũng nước đục này ư? Vẫn không có một âm thanh nào từ Lục Bán Trang, cô gái cả giận gắt lên, ngươi quen biết hắn bao lâu mà lại muốn bỏ mạng ở đất Thanh Châu này. Nếu ngươi không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho nhà họ Lục chứ. Ngươi cho rằng việc kéo cả gia tộc vào chuyện này là tốt ư? Lục Bán Trang khẽ lắc đầu rồi cất bước đi đến bên Diệp Huyên. Nàng ta nhìn hắn một hồi lâu, gương mặt không lộ cảm xúc, không ai biết nàng ta đang nghĩ gì. Cô gái áo xanh tức tối dậm chân khiến mặt đất lún xuống. Những người khác hoàn toàn không hiểu gì sất. Không lâu sau đó, chân trời dần chuyển sang màu trắng bạc, bình minh dâng lên. Diệp Huyên ngủ ly bì đến giữa trưa mới chậm rãi mở mắt. Thấy nhóm Lăng Hàn đều đông đủ, hắn tuét miệng cười, đủ hết này. Những người còn lại bật cười. Không sao là tốt rồi. Diệp Huyên chậm rãi đứng dậy, quan sát các huynh đệ. Thấy ai cũng đã đạt đến thần hợp cảnh, trong lòng hắn vui không kể xiết, vậy là hắn cũng có thể bắt đầu tìm linh kiếm rồi. Ngặt nỗi bây giờ hiệu quả của linh kiếm cực phẩm với hắn đã không còn được như trước nữa, chỉ có nuốt chửng từ minh kiếm trở lên mới được. Mà kiếm thuộc cấp minh kiếm có giá ít nhất là 100 triệu kim tệ, hơn nữa cung không đủ cầu. Nghèo. Diệp Huyên thở dài trong lòng, hắn nghèo còn hơn chữ nghèo nữa. Đúng lúc ấy, Ngũ Lâu chủ của Túy Tiên Lâu bỗng xuất hiện gần đó, nhìn Diệp Huyên với vẻ chần chừ, muốn nói lại thôi. Diệp Huyên lên tiếng, tiền bối có chuyện muốn nói. Ngũ Lâu chủ gật đầu đầy gượng gạo, tiểu hữu, Túy Tiên Lâu ta vừa triệu hồi đạo binh đã đến đây về lại, có lẽ đã xảy ra chuyện. Diệp Huyên nhíu mày, ông có biết nguyên nhân không? Ngũ Lâu chủ lắc đầu, cụ thể ra sao vẫn chưa rõ, nhưng đã có hai loại âm thanh xuất hiện ở tổng bộ. Nếu ta đoán không sai, hẳn là Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm đã ra tay. Chân mày Diệp Huyên nhíu càng chặt. Túy Tiên Lâu vẫn luôn giúp đỡ hắn, hiện giờ lại xuất hiện hai âm thanh trong nội bộ. Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm rốt cuộc đã làm gì chứ? Ngũ Lâu chủ thấp giọng tiếp lời, tiểu hữu yên tâm. Túy Tiên Lâu ta đã quyết định hỗ trợ tiểu hữu, tuyệt đối sẽ không trở mặt. Ta sẽ nhanh chóng làm rõ chuyện này. Diệp Huyên gật đầu tốt, còn một việc nữa, hy vọng tiền bối có thể giúp ta tìm một thanh kiếm, tốt nhất từ minh kiếm trở lên, một thanh thôi là được. Toàn bộ gia tài của hắn hiện nay chỉ đủ để mua một thanh, không thể nhiều hơn. Tiền vào tuy không ít nhưng tiền ra cũng khổng lồ, đặc biệt là khi Học viện Thương Lan còn chưa có nguồn thu kinh tế, chưa hoàn toàn đi vào quy củ. Nếu hắn không bỏ tiền túi ra thì học viên chắc đã đi đớp gió Tây Bắc mà sống rồi. Minh kiếm trở lên ư? Ngũ Lâu chủ suy nghĩ hồi lâu rồi đáp được, lão hủ sẽ lập tức báo cho tổng bộ và Học viện Thương Mộc ở Thanh Châu, hòng nhanh chóng tìm được kiếm cho tiểu hữu. Ông ta bỗng khựng lại một thoáng trước khi tiếp tục, Cửu Điện Hạ đã đến biên giới phía Nam Khương Quốc, nhưng lực lượng trong tay ngài ấy e là không thể ngăn được hai nước Vinh Sở với Đế quốc Đại Vân chống lưng ở sau. Tiểu hữu tốt nhất hãy lên đường đến biên giới phía Nam, để phòng cửu công chúa gặp bất trắc. Đế quốc Đại Vân. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, đế quốc đó có phái binh đến không? Ngũ Lâu chủ đáp, tạm thời không rõ, nhưng tiểu hữu tuyệt đối phải vô cùng cẩn thận. Đế quốc Đại Vân đã truyền thừa gần 3.000 năm ở Thanh Châu này, gốc rễ ăn sâu, không hề thua kém những thế lực ở Trung Thổ Thần Châu. Diệp Huyên gật đầu trầm ngâm rồi quay sang nhóm Lăng Hàn, có cần nghỉ ngơi không?
Thấy mọi người lắc đầu, hắn nhìn sang Lục Bán Trang. Chỉ nghe một tiếng huýt sáo lanh lảnh, mười mấy con sói đen vùn vụt lao ra từ trong lưỡng giới thành, dừng lại trước mặt nhóm Diệp Huyên. Bọn hắn nhảy lên lưng sói. Diệp Huyên nói với Ngũ Lâu chủ tiền bối, trong thành còn 30 con yêu thú, nhờ ông đưa chúng về học viện Thương Lan. Ngũ Lâu chủ gật đầu, được. Diệp Huyên lại quay sang Bạch Trạch, ngươi theo tiền bối trở về, nhớ phải quản lý cho tốt bọn yêu thú cũng như học viên. Ai dám gây chuyện, chờ ta về đập gãy giò kẻ đó. Vừa dứt lời, hắn đã dẫn đầu đoàn người lao đi, chẳng mấy chốc đã biến mất cuối chân trời. Lăng Hàn vội vàng đuổi theo, nhưng cô gái áo xanh lại đứng tại chỗ, thấp giọng thở dài, tình huynh đệ này sẽ có ngày hại chết các ngươi. Bạch Trạch đứng gần đó bỗng quắc mắt chừng nàng ta, huynh đệ là gì? Là ta sẵn sàng chết thay bọn Diệp thổ phỉ bất kỳ lúc nào. Nếu không thể đồng sinh cộng tử thì còn làm huynh đệ cái đếch gì nữa. Nói xong, y cũng xoay người rời đi. Chương 310, lệnh sinh tử. Huynh đệ. Sắc mặt cô gái áo xanh không chút cảm xúc, không nói gì thêm cả. Đương nhiên nàng ta biết tình huynh đệ là gì, bởi vì nàng ta cũng có bạn, ví dụ như Lục Bán Trang chả hạn. Nếu như không phải là vì Lục Bán Trang thì sao nàng ta lại chạy từ Trung Thổ Thần Châu tới nơi này? Thế nhưng trên đời này không chỉ có mối tình huynh đệ. Cô gái áo xanh nhìn về phương xa, trong đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp. Hiển nhiên là nàng ta đang lo lắng cho Lục Bán Trang. Bởi vì nàng ta đã phát hiện chuyện này đã không chỉ là tranh đấu của thế hệ trẻ tuổi nữa rồi. Ở Trung Thổ Thần Châu, trận tranh đấu giữa thế hệ trẻ tuổi sẽ được hai bên khống chế trong một phạm vi nhất định, không thì sẽ không nhúng tay vào, để mặc người trẻ tuổi tự mình liều lĩnh xông lên. Hiện giờ thế giới ngầm và học viện thương mộc không hề khống chế, ngược lại còn muốn dồn vào chỗ chết. Bọn chúng không nhằm vào Diệp Huyên. Bọn chúng nhằm vào hai sư đồ Diệp Huyên. Đây không còn là tranh đấu nữa, đây là tử đấu. Trận tử đấu của hai thế lực lớn, dù là ở Trung Thổ Thần Châu thì chuyện này cũng rất hiếm gặp, bởi vì ảnh hưởng của nó quá lớn. Phải biết chắc chắn những thế lực ở cấp bậc này sẽ có đồng minh. Một khi tử đấu thì rất dễ cuốn mấy thế lực khác vào. Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm đã tồn tại ở Trung Thổ Thần Châu suốt mấy nghìn năm, nội tình sâu tới mức nào chứ? Một khi thế lực như vậy tử đấu sẽ vô cùng kinh khủng. Một vị kiếm tiên có chống đỡ nổi không? Dù là hai vị kiếm tiên cũng chưa chắc đã đỡ nổi. Dù sao kiếm tiên cũng không có nghĩa là vô địch. Cô gái áo xanh thở dài một tiếng. Sau đó cũng đi theo. Nàng ta làm vậy không phải là vì Diệp Huyên, mà chỉ vì Lục Bán Trang. Khuyên nhủ không có tác dụng, vậy đành phải giúp thôi. Trên một bình nguyên, nhóm Diệp Huyên đang phi nước đại. Cho dù Diệp Huyên và Lục Bán Trang chưa đạt tới thần hợp cảnh nhưng thực lực của hai người đã vượt xa thần hợp cảnh rồi. Trợ giúp. Hiện giờ phía Nam Khương Quốc đã thất thủ. Trong chuyện này chắc chắn có bóng dáng đế quốc Đại Vân. Dưới tình hình này, cho dù Khương Cửu tới thì cũng không có tác dụng gì lớn. Hắn nhất định phải mau chóng đi tới bên Khương Cửu. Bây giờ mấy người Lăng Hàn đã đạt tới thần hợp cảnh, cộng thêm toàn thân là trang bị cực phẩm. Nếu như 11 người bọn họ tiến vào trong chiến trường thì chính là một thanh kiếm sắc bén. Một thanh kiếm sắc có thể đâm ra một con đường máu giữa đội quân mấy chục nghìn người. Ninh Quốc. Thác Bạt Ngạn đứng trên tường thành, nàng ta mặc một bộ long bào bó sát người, tay phải chắp ở sau lưng, mái tóc dài xõa ra, mắt nhìn về phía trước. Lúc này, một bà lão xuất hiện ở bên cạnh nàng ta. Bà lão hơi khom lưng xuống với Thác Bạt Ngạn, bệ hạ, đã điều tra rõ, quả nhiên đế quốc Đại Vân đã ra tay, trong quân đội của Sở Quốc và Việt Quốc có binh sĩ của đế quốc Đại Vân. Hai mắt Thác Bạt Ngạn nhắm lại, có phải là Hắc Diễm quân không? Bà lão lắc đầu, vẫn chưa rõ. Đôi mắt Thác Bạt Ngạn nhắm lại, bảo Kim Ngô vệ và các bóng chuẩn bị sẵn sàng. Bà lão ngẩng đầu lên nhìn Thác Bạt Ngạn, có phần kinh ngạc bệ hạ. Thác Bạt Ngạn mở hai mắt ra, nhìn về phía chân trời, một lúc sau, nàng ta nói nhỏ, môi hở răng lạnh. Khương Quốc, Túy Tiên Lâu. Trong căn phòng, Ngũ Lâu chủ ngồi ở ghế bên, trước mặt ông ta là Bát Lâu chủ. Ngoài đó ra còn có một ông lão khác, ông lão này ngồi ở ghế giữa. Người này chính là Tứ Lâu chủ từ tổng bộ Túy Tiên Lâu chạy tới.
Cường giả vượt qua vạn pháp cảnh. Tứ lâu chủ nhấp nhẹ một ngụm trà, sau đó nói chúng ta nên thu tay về. Thu tay về. Ngũ lâu chủ nhíu mày, đây là ý của tổng bộ sao? Tứ lâu chủ gật đầu, là kết quả thảo luận của tất cả. Ngũ lâu chủ lắc đầu, ta không hiểu được. Ngay từ ban đầu tới tận bây giờ, Túy Tiên lâu chúng ta đã ủng hộ Diệp Huyên, vì vậy mà chúng ta đã đắc tội với Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm, hiện giờ thu tay lại thì quả thật được không bù nổi mất. Bát lâu chủ cũng gật đầu, đúng vậy, nếu như đã ủng hộ vậy sao không chống đỡ tới cùng. Tứ lâu chủ nhìn hai người, các ngươi không biết chuyện này rồi, lần này Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm đã xin lệnh sinh tử từ chỗ người hộ đạo đã đồng ý rồi. Lệnh sinh tử. Nghe vậy, sắc mặt Bát lâu chủ và Ngũ lâu chủ đều thay đổi. Ở Trung Thổ Thần Châu, hai thế lực không thể tùy tiện khai chiến với nhau được, muốn khai chiến thì nhất định phải xin lệnh sinh tử. Một khi đã xin lệnh sinh tử thì sẽ là không chết không thôi. Nói trắng ra thì hiện giờ Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm có thể phát động chiến tranh toàn diện bất cứ lúc nào. Trước đó thì bọn chúng không thể tùy tiện phát động chiến tranh toàn diện, nhưng lúc này bọn chúng có thể tiến công bất kỳ thế lực nào. Đây không còn là chuyện giữa thế hệ trẻ tuổi nữa rồi. Tứ lâu chủ nói, lần này bọn chúng không chỉ nhằm vào Diệp Huyên mà còn có vị kiếm tiên đứng sau lưng hắn nữa. Nếu như Túy Tiên lâu ta muốn xen vào vậy nhất định phải chuẩn bị cho chiến tranh toàn diện. Nếu như thật sự liều chết, vậy Túy Tiên lâu chúng ta không có bất kỳ ưu thế gì cả, cũng không thể làm như vậy được. Nghe vậy, Ngũ lâu chủ và Bát lâu chủ đều giữ im lặng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 311, giúp đỡ được bao nhiêu thì giúp đỡ bấy nhiêu vậy. Chiến tranh toàn diện. Nói đơn giản một chút thì hiện giờ đánh nhau không chỉ là bên dưới vạn pháp cảnh nữa, mà ngay cả bọn họ cũng có thể tham gia, thậm chí cường giả vượt qua vạn pháp cảnh cũng sẽ ra tay. Như vậy thì sẽ có vô số người chết. Túy Tiên lâu không muốn như vậy, bởi vì tổn thất quá lớn. Một lúc sau, Tứ lâu chủ thở dài một tiếng, rút dây động rừng, Túy Tiên lâu không thể đánh được, bởi một khi đánh thì không phải là tổn thương tới gân cốt nữa rồi, rất có thể tính mạng cũng không còn. Đương nhiên những việc nằm trong phạm vi năng lực thì vẫn có thể giúp đỡ một tay, ví dụ như hắn muốn mua hay bán gì đó, thậm chí cung cấp tình báo cũng được, nhưng chúng ta không thể phái người giao chiến với Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm. Nói tới đây, ông ta nhìn về phía Ngũ lâu chủ, chuyện ở đây để sau, người hãy theo ta quay lại Trung Thổ Thần Châu, yên tâm đột phá tới vạn pháp cảnh. Ngũ lâu chủ im lặng hồi lâu, sau đó nói, cậu ấy cần một thanh kiếm bậc minh. Tứ lâu chủ gật đầu, được, ta sẽ lập tức cho người tìm kiếm giúp. Nói tới đây, ông ta đứng dậy đi ra bên ngoài, nhưng khi tới trước cửa, ông ta dừng lại, nhớ đó, đừng xen lẫn quá nhiều tình cảm cá nhân vào chuyện này, các ngươi đều đại diện cho Túy Tiên lâu, chỉ cần làm không tốt thì sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho Túy Tiên lâu chúng ta. Vừa dứt lời, ông ta lập tức biến mất. Trong căn phòng, Ngũ lâu chủ nở nụ cười đắng chát. Ở bên này, Bát lâu chủ nói, những chuyện này đã là những việc nhiều nhất Túy Tiên lâu ta có thể làm được rồi. Ngũ lâu chủ gật đầu, đương nhiên là ta hiểu chứ, ôi, chỉ là không ngờ Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm lại quyết tâm như vậy. Bát lâu chủ nói, Diệp Huyên thật sự là quá mức yêu nghiệt, quan trọng nhất là sau lưng hắn có một vị kiếm tiên. Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm quá mức kiêng kỵ, căn bản là không dám để Diệp Huyên trưởng thành. Hơn nữa bọn họ làm vậy cũng là để chặn đứng một con đường khác của Diệp Huyên. Ngũ lâu chủ nhìn về phía Bát lâu chủ nói, Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm quyết tuyệt như vậy hẳn là còn vì một nguyên nhân, đó chính là sợ Diệp Huyên tiến tới Trung Thổ Thần Châu, sau đó gia nhập vào thế lực khác, ví dụ như Học viện Thương Lan. Đến lúc đó, Diệp Huyên tham gia vào một thế lực khác, vậy thì Học viện Thương Mộc không phải chỉ nhắm vào một vị kiếm tiên nữa rồi. Nhưng hiện giờ Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm tỏ thái độ như vậy thì đương nhiên các thế lực ở Trung Thổ Thần Châu không thể thu nhận Diệp Huyên vào lúc này. Ngũ lâu chủ khẽ thở dài, đừng nói là thế lực khác, cho dù là Túy Tiên lâu cũng không dám bảo vệ Diệp Huyên vào lúc này. Bởi vì bảo vệ Diệp Huyên thì phải chuẩn bị tinh thần cá chết lưới rách với Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm. Một lúc sau, Ngũ lâu chủ đứng lên, giúp đỡ được bao nhiêu thì giúp đỡ bấy nhiêu vậy. Nói tới đây, ông ta xoay người, biến mất khỏi nơi này.
Biên cảnh phía nam Khương quốc. Khai Dương thành. Khương Cửu đứng trên tường thành, mắt dõi về phía trước, ở nơi xa xa là một khu vực đầy kỵ binh. Kỵ binh Sở quốc. Chừng 100.000 người. Có thể nói đây là toàn bộ kỵ binh của Sở quốc. Trừ đó ra, ở xung quanh số kỵ binh này còn có bộ binh, đây là bộ binh công thành. Binh lực trong Khai Dương thành cũng trên 100.000, dùng thủ đỡ công đương nhiên sẽ có rất nhiều ưu thế. Nhưng sắc mặt những người ở trên tường thành đều vô cùng nghiêm nghị. Bởi vì rất có thể ở bên trong những kỵ binh kia có ẩn giấp cường giả của đế quốc Đại Vân ở Thanh Châu. Đế quốc Đại Vân. Đó là siêu cấp bá chủ ở trong khu vực Thanh Châu. Điều đáng sợ nhất chính là đế quốc này còn có một đội quân mạnh mẽ và vô cùng thần bí, Hắc Diễm quân. Năm xưa chỉ cần một đội chưa đầy 100 người đã hủy diệt cả một quốc gia. Đó là chuyện kinh khủng tới mức nào. Không có ai không kiêng dè đế quốc Đại Vân cả. Nhưng hiện giờ tất cả người Khương quốc đã không còn bất kỳ lựa chọn nào khác, chỉ có thể chiến đấu, bởi vì họ không đánh thì đối phương sẽ đánh chết bọn họ. Khương Cửu đột nhiên quay sang nhìn một vị phó tướng ở bên cạnh, tình hình chiến đấu ở phía đông sao rồi. Tên phó tướng kia trầm giọng nói, Lâm Khiếu lão nguyên soái là trụ cột trấn thủ, nhưng tình hình cũng có phần không ổn, bởi vì trong số binh sĩ Việt quốc đột nhiên xuất hiện thêm cường giả thần hợp cảnh, hơn nữa số lượng cũng không ít. Thực lực của những người này đều rất mạnh, binh sĩ bình thường không thể ngăn cản được. Sau khi Búi Khiếu Hổ nguyên soái tới đó, tình hình tốt hơn vài phần, nhưng cũng chỉ có thể liều chết phòng thủ, không dám tiến công, vô cùng bị động. Khương Cửu gật đầu, ta biết rồi. Đúng lúc này, đám kỵ binh ở nơi xa có hành động. Mọi người trên tường thành lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Phía trước kỵ binh Sở quốc là bộ binh công thành, quân số chừng 20.000, ở trước mặt 20.000 binh sĩ này là mấy nghìn người nữa. Số người này không phải là binh sĩ, mà là dân thường. Người dân của Khương quốc. Trong số đó có người già, có phụ nữ, có trẻ con. Khi thấy cảnh này, sắc mặt Khương Cửu lập tức trở nên khó coi. Trên tường thành, sắc mặt những binh sĩ kia lập tức trở nên vô cùng khó coi. Rất nhanh, binh sĩ Sở quốc đã đuổi theo người dân Khương quốc tới gần dưới thành. Khi những người dân Khương quốc nhìn thấy binh sĩ Khương quốc thì điên cuồng chạy về phía dưới thành. Không cần nghi ngờ gì, đây là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của họ. Khi thấy cảnh này, những binh sĩ trên tường thành đều đưa mắt nhìn về phía Khương Cửu. Những người dân kia càng ngày càng gần, ở sau lưng bọn họ chính là binh sĩ công thành của Sở quốc. Một khi những người dân này tới gần, những bệnh sẽ kia sẽ thừa cơ công phá cửa thành, đến lúc đó, vô số con người trong Khai Dương thành sẽ chết. Không chỉ là Khai Dương thành, thậm chí kỵ binh Sở quốc sẽ có thể một đường xuôi nam, xông thẳng tới đế đô Khương quốc. Lúc này, những người dân Khương quốc và binh sĩ Sở quốc càng ngày càng gần. Lúc này Khương Cửu đột nhiên bước tới trước một bước, mặt không chút cảm xúc, bắn tên. Chương 312, Chiến. Bắn tên. Khi nói ra hai chữ này, gương mặt Khương Cửu vẫn không chút cảm xúc gì. Quyết định theo cảm tính. Sao nàng ấy có thể quyết định theo cảm tính được? Nếu như để đám binh sĩ Sở quốc kia phá thành, vậy vô số binh sĩ trong thành sẽ chết trận, không chỉ là những binh sĩ này chết, người dân trong thành sẽ bị đồ đao của binh sĩ Sở quốc chém giết. Sẽ có càng nhiều người chết. Nàng ấy nhất định phải chịu trách nhiệm với nhiều người hơn. Cho dù rất tàn nhẫn nhưng nàng ấy không còn lựa chọn nào khác. Không hề có bất kỳ lựa chọn nào cả. Khương Cửu nhìn chằm chằm vào đám binh sĩ Sở quốc ở bên dưới, hai mắt phiếm hồng, bên trong không mang theo bất cứ tình cảm gì. Khi nhìn về phía những người dân bên dưới thành, ánh mắt những binh sĩ Khương quốc ở trên tường thành đều tỏ rõ thái độ không đành lòng. Bọn họ đều là con dân của Khương quốc. Nhưng họ không thể không ra tay được. Bất đắc dĩ. Vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng khi những binh sĩ trên tường thành định ra tay thì một vị phó tướng bên cạnh Khương Cửu đột nhiên chỉ sang bên phải, nguyên soái, ngài nhìn kìa. Khương Cửu quay đầu nhìn sang bên phải, ở nơi đó, 12 người cưỡi sói đen chạy băng băng tới. Diệp Huyên. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, tất cả mọi người trên tường thành lập tức xôn xao. Diệp quốc sĩ. Có người đột nhiên hô lên, rất nhanh, từng tiếng hô không ngừng vang vọng ở trên tường thành. Diệp quốc sĩ.
Tiếng gọi trên tường thành vang vọng lên tới tận mây xanh. Ngay khi nhìn thấy Diệp Huyên, toàn thân Khương Cửu lập tức thả lỏng, hai bàn tay vốn đang siết chặt cũng được nới lỏng ra, máu tươi từ trong lòng bàn tay nàng ấy nhỏ xuống. Ở nơi xa, 12 người Diệp Huyên cưỡi sói đen xông thẳng vào đám binh sĩ công thành của Sở Quốc. 10 tên thần hợp cảnh cộng thêm Diệp Huyên và Lục Bán Trang vượt xa thần hợp cảnh, khí thế của nhóm người Diệp Huyên kinh khủng tới mức nào. Cho dù chỉ có 12 người nhưng khí thế không hề thua kém một đội quân nhỏ. Tốc độ của nhóm người Diệp Huyên rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã xông tới trước mặt đám binh sĩ kia, đám kỵ binh Sở Quốc ở phía sau vẫn chưa kịp phản ứng lại. Bởi vì tốc độ của nhóm Diệp Huyên thật sự là quá nhanh. Giết! Diệp Huyên cầm đầu gầm lên. Một thanh kiếm từ trong cơ thể Diệp Huyên bay ra ngoài, kiếm liên tú tựa như một tia chớp xuyên thẳng về phía xa, chỉ trong nháy mắt, mười mấy cái đầu bay ra ngoài. Giết! Sau lưng Diệp Huyên, mấy người Lăng Hàn cùng gầm thét. Thế không thể đỡ. Mấy người Diệp Huyên xông thẳng vào đám binh sĩ kia, bắt đầu tàn sát. Đám binh sĩ đó hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ, đương nhiên cũng là vì chưa kịp phản ứng lại, không tổ chức trận hình nên mới bị mấy người Diệp Huyên đánh cho trở tay không kịp. Lúc này, trên tường thành, Khương Cửu đột nhiên hô lên, mở cửa thành. Ở bên dưới, cửa thành được mở ra, người dân Khương Quốc vội vàng xông vào trong thành, vô số binh sĩ thì xông ra. Đừng sợ hãi. Ở giữa bộ binh Sở Quốc, có một tên tướng lĩnh trung niên đột nhiên gầm lên, năm người tạo thành một tổ, ngay lập tức. Lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên lóe lên, ngay sau đó, một thanh kiếm xuyên thẳng qua giữa trán tên tướng lĩnh đó lập tức im bặt. Không chỉ như vậy, một vài vị tướng lĩnh khác trong số đám bộ binh cũng lần lượt ngã xuống. Bắt giặc trước tiên bắt vua. Những tên thống soái kia bị chém giết khiến binh sĩ Sở Quốc rối loạn. Trốn. Vô số binh sĩ bỏ chạy ra xa, đương nhiên đám người Diệp Huyên và Khương Cửu sẽ không bỏ qua cơ hội này, 12 người Diệp Huyên ngay lập tức dẫn đầu, xông thẳng tới, những nơi họ đi qua đều để lại một đống thi thể. Binh sĩ bình thường không thể ngăn được bọn họ. Cứ như vậy, bộ binh của Sở Quốc bỏ chạy, còn nhóm người Diệp Huyên thì điên cuồng đuổi theo. Ở nơi xa, phía trước đội kỵ binh Sở Quốc, một người đàn ông trung niên dẫn đầu đột nhiên giơ trường kiếm trong tay lên. Giết! Trăm nghìn kỵ binh đột nhiên gầm lên, sau đó cùng xông thẳng tới. Ngay lúc đó, cả khu vực như bị động đất, chấn động kịch liệt. 100.000 kỵ binh đồng thời tấn công kinh khủng tới mức nào chứ? Diệp Huyên đột nhiên ngừng lại, hắn vừa dừng lại, mấy người Lăng Hàn cũng dừng theo. Khương Cửu đi tới bên cạnh hắn, rút lui. Diệp Huyên gật đầu, rút lui nào. Ngay sau đó, nhóm người Diệp Huyên và binh sĩ Khương Quốc mau chóng rút lui, chỉ trong thời gian ngắn đã lùi về trong thành. Lúc này, đám kỵ binh Sở Quốc ở ngoài thành cũng lần lượt dừng lại, đương nhiên kỵ binh không giỏi công thành. Một bên trên thành một bên dưới thành, hai quân giằng co với nhau. Bên dưới thành, một người đàn ông trung niên cưỡi ngựa ở trước đội kỵ binh từ tốn đi tới phía dưới thành, y ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên ở trên tường thành, các hạ là Diệp quốc sĩ của Khương Quốc phải không? Khương Cửu ở bên cạnh Diệp Huyên nói, người này là nguyên soái kỵ binh Sở Quốc Tiêu Vân Sơn, thần hợp cảnh đỉnh cao. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn xuống bên dưới, có gì chỉ bảo chăng? Tiêu Vân Sơn bình tĩnh đáp, nghe nói các hạ là thiên tài yêu nghiệt nhất của Khương Quốc sau An Lan Tú, hôm nay ta muốn lĩnh giáo các hạ hai chiêu. Nghe vậy, Khương Cửu bên người Diệp Huyên nhíu mày lại, có âm mưu, y là thống soái một đội quân, dưới tình hình bình thường, chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Đúng lúc này, vô số binh sĩ Khương Quốc trên tường thành đột nhiên đồng thanh hô chiến. Chiến! Hàng chục nghìn tướng sĩ cùng nhau gầm thét tạo thành âm thanh đinh tai nhức óc như sấm đánh vậy. Vô số tướng sĩ đều hưng phấn nhìn về phía Diệp Huyên. Trong Khương Quốc, uy vọng của Diệp Huyên rất cao, cao tới mức không hợp lẽ thường. Trong suy nghĩ của người dân và binh sĩ của Khương Quốc, Diệp Huyên bất bại. Kiếm tu Khương Quốc. Không hiểu sao, tất cả mọi người đều rất tự tin và đặt hy vọng vào Diệp Huyên. Khi thấy ánh mắt hưng phấn và sùng bái của những binh sĩ xung quanh, sắc mặt Khương Cửu trầm xuống. Nếu như lúc này không chiến, vậy chắc chắn sĩ khí của mọi người sẽ chịu đả kích, vậy nên nàng ấy mới lo lắng.
Diệp Huyên đột nhiên cười nói, không sao đâu. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên tung người nhảy lên, một kiếm chém về phía Tiêu Vân Sơn. Khi thấy Diệp Huyên nhảy xuống, khóe miệng Tiêu Vân Sơn nở một nụ cười âm trầm, y cầm kiếm xông lên trời, đón đỡ một kiếm của Diệp Huyên. Hai người ai cũng có âm mưu. Cứ như vậy, dưới sự quan sát của vô số người, kiếm của hai người sắp chạm vào nhau. Ngay khi hai thành kiếm sắp va vào nhau thì Diệp Huyên đột nhiên thay đổi quỹ tích của kiếm, một kiếm đâm thẳng vào yết hầu của Tiêu Vân Sơn. Khi thấy cảnh này, khóe miệng Tiêu Vân Sơn tạo thành một đường cong dữ tợn, y cũng không thu kiếm về, mà đâm thẳng về phía tim của Diệp Huyên. Lấy mạng đổi mạng. Khi kiếm của Diệp Huyên còn cách yết hầu của Tiêu Vân Sơn chừng nửa tầng, tay trái của Tiêu Vân Sơn giữ chặt lấy kiếm của Diệp Huyên lại. Cùng lúc đó, kiếm của y đâm thẳng vào vị trí trái tim của Diệp Huyên, khi thanh kiếm đâm vào cơ thể Diệp Huyên, Tiêu Vân Sơn ngẩn ra. Phi lý. Diệp Huyên dễ giết vậy sao? Chương 313, cùng chung hoạn nạn, cùng chung sinh tử. Đúng lúc này, thanh kiếm trong tay y đột nhiên biến thành vô số năng lượng, chui vào trong cơ thể Diệp Huyên. Khi phát hiện ra chuyện này, sắc mặt Tiêu Vân Sơn thay đổi, định rút lui ra sau, nhưng kiếm của Diệp Huyên đột nhiên xoay tròn. Phụt! Toàn bộ cánh tay của Tiêu Vân Sơn lập tức vỡ nát. Kiếm của Diệp Huyên đâm thẳng vào đầu Tiêu Vân Sơn. Nhưng đúng lúc này có chuyện bất ngờ xảy ra, có ba tên mặc áo đen vô cùng quỷ dị xuất hiện ở phía sau Tiêu Vân Sơn. Không hề có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Ngay sau đó, một tia sáng lạnh chặn kiếm của Diệp Huyên lại, hai tia sáng lạnh lẽo dùng tốc độ cực nhanh cắt về phía yết hầu của Diệp Huyên. Vô cùng nhanh. Chỉ là Diệp Huyên sớm đã chuẩn bị tâm lý. Khi ba tên áo đen kia vừa xuất hiện thì hắn đã bất ngờ thu kiếm về, lui ra sau mấy trượng. Lúc này, mấy người Lăng Hàn lần lượt nhảy xuống khỏi tường thành, đi tới bên cạnh Diệp Huyên. 12 thần hợp cảnh đỉnh cao. Ở đối diện nhóm người Diệp Huyên, sau khi ba tên áo đen thất bại thì không hề tấn công tiếp, mà biến mất khỏi chỗ đó một cách đầy quỷ dị. Tay phải Diệp Huyên nắm chặt kiếm liên tú. Khi hắn định ra tay tiếp thì một ông lão áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Tôn giả hộ viện của Học viện Thương Mộc Trung Thổ Thần Châu. Ông lão áo trắng nhìn thoáng qua mấy người Diệp Huyên, không nói gì cả mà quay đầu nhìn sang một bên, lúc này, có một người đàn ông trung niên xuất hiện. Khi thấy người đàn ông trung niên kia, Lăng Hàn và Lăng Dược đều ngẩn người. Bởi vì người này chính là gia chủ nhà họ Lăng, Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn hai huynh đệ Lăng Hàn, quay trở về Trung Thổ Thần Châu đi. Lăng Hàn trầm giọng nói, gia chủ, ý ngài là. Lăng Thiên lắc đầu, nhà họ Lăng chúng ta không nhúng tay vào chuyện này, hai người các ngươi lập tức theo ta trở về Trung Thổ Thần Châu. Sắc mặt Lăng Hàn trở nên lạnh lùng, không về. Lăng Thiên cả giận đáp, nhà họ Lăng có tổng cộng 2.700 người, ngươi muốn cả gia tộc phải chôn cùng ngươi hay sao? Lăng Hàn siết chặt nắm đấm. Lúc này đá truyền âm trên người đám giả ly đều kêu lên, ngay cả Lục Bán Trang cũng như vậy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt mấy người giả ly, Cam Vô Vi đều vô cùng khó coi. Diệp Huyên hỏi, sao vậy? Giả ly trầm giọng đáp, gia tộc có chuyện, bảo ta lập tức quay trở về. Cam Vô Vi nhìn về phía Diệp Huyên, ta cũng vậy. Mấy người còn lại cũng lần lượt gật đầu. Diệp Huyên trầm mặc. Ở cách đó không xa, ông lão áo trắng nhìn mấy người Lăng Hàn, không phải Học viện Thương Mộc và thế giới ngầm chúng ta không có năng lực giết chết mấy người các ngươi, chỉ là không muốn liều chết với thế lực sau lưng các ngươi mà thôi. Nếu như các ngươi rút lui, vậy ân oán giữa Học viện Thương Mộc, thế giới ngầm chúng ta và các ngươi sẽ được xóa bỏ. Nếu như các ngươi không rời đi, vậy Học viện Thương Mộc và thế giới ngầm sẽ cá chết lưới rách với gia tộc của các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt mấy người giả ly trở nên vô cùng khó coi. Thật ra nếu gộp những gia tộc của bọn họ lại thì cũng không yếu, đặc biệt là nhà họ Lục, họ là hào môn đương thời. Nhưng gia tộc của bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ vì Diệp Huyên mà cá chết lưới rách với Học viện Thương Mộc và thế giới ngầm. Quá lãng phí. Đá truyền âm trong ngực mấy người giả ly không ngừng vang lên. Lăng Thiên đứng cạnh ông lão áo trắng đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, ngươi coi trọng huynh đệ như vậy, thế còn gia tộc thì sao? Cho dù ngươi không coi trọng gia tộc, vậy phụ mẫu ngươi thì thế nào? Bọn họ sinh ngươi ra, nuôi ngươi lớn,
ngươi không xem trọng họ sao? Ngươi có biết chỉ một lựa chọn của ngươi sẽ hại chết bao nhiêu người không? Lăng Hàn siết chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh. Đám người Giả Ly ở gần đó cũng như vậy. Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm không nhắm vào thế hệ trẻ tuổi, hiện giờ bọn chúng muốn khai chiến toàn diện, muốn đánh vậy thì phái cường giả trên vạn pháp cảnh tới. Nhưng những gia tộc sau lưng Lăng Hàn tuyệt đối sẽ không khai chiến toàn diện với Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm. Quá uổng phí. Và lại, đánh nhau rất dễ sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở gần đó đột nhiên lên tiếng, các người nghĩ huynh đệ là gì hả? Mọi người nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cười đáp, hiểu cho nhau nhau. Nếu giữa huynh đệ mà không thể hiểu cho nhau thì không gọi là huynh đệ mà là ích kỷ. Nói tới đây, hắn nhìn từng người một, hiện giờ ta dùng thân phận đại ca ra lệnh cho các ngươi, lập tức trở về gia tộc của mình, sau đó ở nguyên trung thổ thần châu chờ ta tới tìm các ngươi. Hãy tin tưởng ta, cuối cùng huynh đệ chúng ta cũng có ngày gặp lại. Huynh đệ. Theo suy nghĩ của Diệp Huyên thì giữa huynh đệ với nhau ngoài phải chung hoạn nạn, chung phú quý, chung sống chết thì còn phải hiểu cho nhau. Hiểu cho nhau. Nếu như không thể hiểu cho vậy, vậy đó chính là ích kỷ. Giống như việc vay tiền của huynh đệ vậy, nếu như huynh đệ của mình đang đói nhưng ngươi vẫn hỏi vay tiền người này, đó còn là huynh đệ nữa sao? Không. Đó là ích kỷ, dùng danh nghĩa huynh đệ để lo cho lợi ích bản thân. Diệp Huyên hắn là một người ích kỷ, nhưng từ xưa đến nay hắn chưa từng ích kỷ với người của mình. Chương 314, một tiếng đại ca, suốt đời đại ca. Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mấy người Lăng Hàn đều nhìn về phía Diệp Huyên, hiện giờ hốc mắt bọn họ đều đã ửng đỏ. Ở lại cùng tiến cùng lui với Diệp Huyên. Đương nhiên đó là suy nghĩ trong lòng bọn họ. Nhưng gia tộc thì phải làm sao bây giờ? Bên hiếu bên nghĩa khó lòng vẹn toàn. Lúc này Diệp Huyên đi tới trước mặt Lăng Hàn, nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn ta, cười nói, chẳng lẽ các ngươi quay về thì chúng ta không phải là huynh đệ nữa hay sao? Không, cho dù các ngươi không ở lại nơi này, chúng ta vẫn là huynh đệ cùng chung sống chết. Các ngươi hiểu ta, giống như ta hiểu các ngươi vậy. Nói tới đây, hắn nhìn từng người một, hành vi của các ngươi đã mang tới nguy cơ cho gia tộc của các ngươi rồi. Hãy bảo vệ gia tộc của các ngươi thật cẩn thận, đây cũng là trách nhiệm của các ngươi. Trên đời này không chỉ có mỗi huynh đệ bằng hữu, mà còn có cả người thân nữa. Tất cả trở về hết cho ta, hãy chờ ta tới trung thổ thần châu tìm các ngươi. Lăng Hàn lắc đầu, hốc mắt đỏ ửng, đại ca, nếu như chúng ta rời đi vậy ngươi phải làm sao? Diệp Huyên cười nói, yên tâm đi, ta vẫn còn một vài lá bài tẩy, không có gì đáng ngại đâu. Mấy người Lăng Hàn không ai rời đi, cứ đứng nguyên ở đó như vậy. Lúc này hốc mắt những người con trai mạnh mẽ này đều đã ửng đỏ, đọng nước. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Lục Bán Trang ở gần đó, từ lúc bắt đầu đến giờ Lục Bán Trang chưa từng nói lời nào. Diệp Huyên đi tới trước mặt Lục Bán Trang nhìn hắn, không nói gì cả. Diệp Huyên nói, dẫn bọn họ quay về, chờ ta tới trung thổ thần châu. Lục Bán Trang im lặng không nói gì. Diệp Huyên tiếp tục nói, bọn họ phải gánh vác trách nhiệm của bọn họ, thời gian còn dài mà, tương lai chúng ta sẽ gặp lại. Dẫn bọn họ đi đi, phải xông xáo ở trung thổ thần châu thật tốt đó, đừng làm mất mặt danh tiếng của phỉ quân chúng ta. Lục Bán Trang nhìn Diệp Huyên hồi lâu, cuối cùng nàng ta nói, ta không thể không trở về được, nếu như không trở về thì Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm sẽ khai chiến với nhà họ Lục chúng ta. Gia tộc sẽ chết rất nhiều người. Nói đến đây, hốc mắt nàng ta trở nên ẩm ướt, nhưng nếu chúng ta trở về thì ai tới giúp ngươi? Ai tới giúp ngươi? Nghe Lục Bán Trang nói như vậy, mấy người Lăng Hàn đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Ai tới giúp Diệp Huyên chứ? Rõ ràng Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm đang lấy thế đè người, một mình Diệp Huyên thế đơn lực bạc, có bọn họ ở đây mới miễn cưỡng đối kháng lại được. Hiện giờ nếu như bọn họ rời đi, vậy chắc chắn tình cảnh của Diệp Huyên sẽ càng thêm khó khăn. Diệp Huyên cười nói, còn nhớ Thương Việt không? Mọi người nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nói tiếp, ta ra ngoài xã hội lăn lộn, tính cách con người ta có phần bướng bỉnh, không nhịn được tức giận, cũng không chịu uất ức để mong bình an. Nếu như ai dám bắt nạt ta, ta nhất định sẽ đánh trả, cho dù là không đánh lại thì chỉ cần bọn chúng dám động tới ta,
ta sẽ không nhẫn nhịn, cũng không hề sợ hãi. Nói tới đây, hắn mỉm cười, nói tiếp, tính cách của ta là như vậy đó, không thay đổi được. Nếu như có ngày nào đó vì vậy mà ta bị người khác đánh chết, vậy đó cũng là đáng đời Diệp Huyên này, là do thực lực của ta không đủ, ta không oán hận bất kỳ ai. Sau khi các ngươi trở về thì phải tu luyện cho tốt đó, ta bảo đảm với các ngươi, ta nhất định sẽ tới Trung Thổ Thần Châu tìm các ngươi, đến lúc đó hy vọng các ngươi vẫn coi ta là đại ca. Đại ca. Lăng Hàn nhìn Diệp Huyên, Diệp ca, ngươi mãi mãi là đại ca của chúng ta, mãi mãi như vậy. Đoàn lính đánh thuê phỉ quân sẽ chỉ có một đại ca mà thôi. Giả Ly gật đầu, một tiếng đại ca, suốt đời là đại ca. Những thành viên khác của đoàn lính đánh thuê phỉ quân đều gật đầu. Diệp Huyên mỉm cười, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Bán Trang, ngươi là đại tỷ, vậy phải có phong thái của đại tỷ. Lục Bán Trang nhìn Diệp Huyên, sau đó quay người đi về phía bầy sói đen cách đó không xa, tất cả mọi người lập tức đi theo ta. Lăng Hàn nhìn Diệp Huyên, đại ca, ta chờ ngươi ở Trung Thổ Thần Châu. Đại ca, ta chờ ngươi ở Trung Thổ Thần Châu. Đại ca, chúng ta chờ ngươi. Đại ca, ta là Lâm Vân Tiên, rất ít khi trò chuyện với ngươi, nhưng ta cũng không biết phải nói như nào nữa, dù sao thì ta chờ ngươi ở Trung Thổ Thần Châu. Đại ca, nhất định phải sống sót đó, nhất định phải, hứa với ta. Đại ca, xin lỗi, rất xin lỗi ngươi, cha ta lấy cái chết ra ép buộc ta. Đại ca, ta rất muốn ở lại đây, thật, thật đó. Trong thời gian ngắn, nhóm người Lục Bán Trang đã cưỡi sói đen rời khỏi nơi này. Ở nơi xa, gương mặt Lục Bán Trang không chút cảm xúc, còn đám người Lăng Hàn ở bên cạnh nàng ta sớm đã ướt đẫm nước mắt rồi. Ở lại đây. Tất cả mọi người đều muốn ở lại. Nhưng họ đều không biết làm gì cả. Lúc này Lăng Hàn đột nhiên gầm thét, sau khi ông đây trở về nhất định phải làm gia chủ, nhất định. Giả Ly gật đầu, ta cũng muốn trở thành gia chủ. Mọi người cùng gật đầu, nếu như bọn họ là gia chủ thì lời nói của bọn họ sẽ có sức nặng, có thể làm chủ mọi chuyện, còn có thể điều động cường giả trong gia tộc nữa. Chỉ khi bản thân mạnh lên mới có quyền nói chuyện, mới có năng lực khống chế được vận mệnh của bản thân. Dưới Khai Dương Thành. Cho tới khi mấy người Giả Ly hoàn toàn biến mất trong tầm mắt thì Diệp Huyên mới xoay người lại. Đi cả rồi. Thật ra hắn cũng cảm thấy không nỡ. Bởi vì hắn có tình cảm với họ. Thật ra thì cảm giác được kề vai sát cánh bên huynh đệ rất vui sướng. Đáng tiếc thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Hắn không thể ích kỷ giữ mấy người Lăng Hàn ở lại đây được, làm vậy là hại người nhà của bọn họ. Giống như Thương Việt trước đó vậy, thiếu niên đó rất muốn sống sót, vô cùng muốn, nhưng vì để không liên lụy tới mọi người mà hắn ta đã quả quyết lựa chọn tự sát. Lúc này Khương Cửu đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Huyên, Khương Cửu nói còn ta mà. Còn ta nữa. Ở cách đó không xa, Mạc Vân khởi cười xấu xa, nói. Khương Cửu. Mạc Vân Khởi. Diệp Huyên cười lớn một tiếng, tiếng cười vang như sấm, khiến chân trời chấn động. Ở cách đó không xa, ông lão áo trắng kia đột nhiên nói, Diệp Huyên, ngươi có thể được xem là một nhân tài, đám thiên tài kiêu ngạo không chịu cúi đầu của Trung Thổ Thần Châu đều bằng lòng nhận ngươi làm đại ca, hơn nữa còn nguyện ý liều mạng vì ngươi. Đáng tiếc chuyện đó cũng không là gì cả. Ta cho ngươi biết. Ngày đó Viện trưởng Học viện Thương Mộc Khương Quốc là Lý Huyền Thương từng nói ngươi không gia nhập vào Học viện Thương Mộc chúng ta là tổn thất lớn nhất của đời ngươi. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, đừng nói nhảm gì nữa cả, muốn đánh như nào thì cứ nói thẳng ra đi. Ông lão áo trắng gật đầu, như ngươi mong muốn. Vừa dứt lời, ông ta lùi qua một bên, đúng lúc này, một người đàn ông áo xám xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhận ra người này. Chính là tên đàn ông áo xám từng chiến đấu với hắn trước đây, trên tay người đàn ông áo xám này phủ kín những chiếc vòng sắt màu đen. Diệp Huyên cười nói, hình như vẫn chưa đủ đâu. Nghe Diệp Huyên nói vậy, hai mắt người đàn ông áo xám đó nhắm lại, ngay sau đó, chân phải hắn ta đạp xuống mặt đất, chỉ trong nháy mắt hắn ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Hai cánh tay hắn ta lập tức đập thẳng về phía Diệp Huyên. Lúc này đây... Những chiếc vòng sắt màu đen trên cánh tay hắn ta liên tục xoay tròn với tốc độ cao, đồng thời bắn ra từng luồng kinh khí sắc bén.
Gương mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, vung tay đâm một kiếm tới. Rầm. Người đàn ông áo xám lập tức bị đẩy lùi ra sau vài chục trượng, hắn ta mới dừng lại thì mặt đất dưới chân lập tức nứt vỡ, hai tay của hắn ta thì run rẩy không ngừng. Diệp Huyên cầm kiếm đi về phía thanh niên áo đen kia, khóe miệng nở một nụ cười mỉa mai, yêu nghiệt ở trung thổ thần châu chỉ vậy thôi sao? Vừa nghe vậy, sắc mặt người đàn ông áo xám lập tức trở nên dữ tợn, ông lão áo trắng ở cách đó không xa đột nhiên nói, mỗi một kiếm của hắn đều dốc hết sức, chỉ cần ngươi nương tay thì chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Hai tay người đàn ông áo xám nắm chặt lại, cùng lúc đó, hai chân hắn ta gập xuống. Ầm ầm. Ngay lập tức, mặt đất trong phạm vi mấy chục trượng nứt vỡ, cùng lúc đó, một luồng thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn ta lan tỏa ra bên ngoài, ép thẳng về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên không hề dừng bước, hắn tiếp tục tiến tới trước, từ trên người hắn cũng tỏa ra một luồng thế vô cùng mạnh mẽ. Kiếm thế. Cứ như vậy, hắn đi về phía người đàn ông áo xám kia, chẳng mấy chốc kiếm thế của hắn và thế của người đàn ông áo xám kia va chạm vào nhau. Ầm. Mặt đất xung quanh hai người chấn động kịch liệt. Diệp Huyên dừng bước, nhưng ngay sau đó hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Khi thấy cảnh này, đồng tử người đàn ông áo xám ở gần đó co lại, hắn ta đã đánh giá thấp kiếm thế của Diệp Huyên. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên tăng tốc, càng lúc lại càng nhanh, hắn cầm kiếm xông thẳng về phía người đàn ông áo xám. Không chỉ như vậy, thế trên người hắn cũng càng ngày càng mạnh, cuối cùng thì như một dòng lũ lớn, dường như có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Nhất kiếm định sinh tử. Khi thấy cảnh này, sắc mặt ông lão áo trắng ở phía xa cũng phải thay đổi. Thế. Cho dù là tu võ hay tu kiếm thì đều sẽ ngưng tụ thế, sau thế chính là ý, trước có thế sau có ý. Rất nhiều người nghĩ rằng ý quan trọng hơn thế. Thật ra không phải vậy, có thể nói thế và ý quan trọng như nhau, bởi vì thế có thể tụ lại, cũng có thể mượn. Mà hiện giờ Diệp Huyên đang có chiều hướng mượn thế. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở gần đó đột nhiên dừng lại. Khi thấy cảnh này, ông lão áo trắng lập tức thở phào một hơi, hiển nhiên Diệp Huyên vẫn chưa ngộ ra điều này. Mượn thế không thể nói qua một lần là đã hiểu được, mà phải tự bản thân lĩnh ngộ, ngộ ra thì mượn được, nếu như không ngộ ra được thì không thể mượn. Khi nãy hiển nhiên Diệp Huyên đang có xu thế ngộ ra, nhưng hiện giờ chắc hẳn vẫn chưa ngộ được. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Huyên ở gần đó đột nhiên nhíu mày nói nhỏ, thế, chiến ý và kiếm ý của ta có thể dung hợp vào trong kiếm thế, vậy thứ khác thì sao? Thứ khác? Vừa dứt lời, cánh tay phải đang cầm kiếm của hắn nhẹ nhàng xoay tròn, chỉ trong nháy mắt, một làn gió nhẹ đột nhiên bị kiếm xoay thành một vòng xoáy, rất nhanh sau đó, làn gió này đã hòa vào trong kiếm của hắn. Khi thấy cảnh này, trong lòng Diệp Huyên mừng rơn, hóa ra là có thể. Ở một bên khác, ông lão áo trắng đột nhiên gầm thét, giết hắn. Giết hắn. Trong lúc này, trong mắt ông lão áo trắng hiện lên vẻ khiếp sợ. Bởi vì một khi Diệp Huyên hiểu được bí mật của thế, vậy mang ý nghĩa hắn sẽ từ tông sư kiếm đạo trở thành kiếm chủ. Chủ. Có thể lấy kiếm làm chủ gió, lấy kiếm làm chủ đất, lấy kiếm làm chủ vạn vật trong thế gian. Kiếm chủ. Vừa nghĩ tới đây, ông lão áo trắng đã tức giận thở hồng hộc, đồng loạt ra tay đi. Ông lão áo trắng vừa dứt lời, có một số người xuất hiện ở nơi đây, đó chính là Lý Mộc Lâm trước đó ngăn cản Lăng Dược, còn có một tên cung tiễn thủ đeo cung tên và một tên thanh niên cụt một tay. Diệp Huyên nhận ra tên thanh niên này, đó chính là tên thanh niên cụt tay bị vị ở tầng 2 dọa chết khiếp. Ba tên yêu nghiệt ở trên bảng yêu nghiệt và một người đàn ông trung niên. Trừ đó ra còn có 6 bóng đen quỷ mị lặng lẽ xuất hiện xung quanh Diệp Huyên, 6 người này bao vây Diệp Huyên lại. Đạo binh tinh anh của thế giới ngầm. Đội hình quá kinh khủng. Đương nhiên lúc này Diệp Huyên không thể tiếp tục lĩnh ngộ, cho dù đánh mất cơ hội này cũng khá đáng tiếc nhưng đâu còn cách nào khác. Khi hắn định rời khỏi trạng thái kỳ diệu này, một bàn tay trắng nõn như ngọc đột nhiên nhẹ nhàng đặt lên bả vai hắn, sau đó một giọng nói vang lên bên tai, tiếp tục đi, để ta giải quyết bọn chúng. Vừa nghe được giọng nói này, Diệp Huyên ngẩn ra. Chương 315, muốn đơn đấu hay đánh hội đồng? Giọng nói rất thân quen. Đã lâu không nghe thấy. An Lan Tú. Tiểu An.
Khi vừa nghe được giọng nói này, chính Diệp Huyên cũng ngẩn ra. Bởi vì hắn không thể ngờ rằng An Lan Tú sẽ xuất hiện vào thời khắc mấu chốt này. Người đứng trước mặt Diệp Huyên chính là An Lan Tú, nàng vẫn mặc một bộ váy trắng, không nhiễm bụi trần, vẫn xinh đẹp tới mức khiến người khác nín thở như trước. An Lan Tú từng là thiên tài yêu nghiệt đáng sợ nhất của Khương Quốc. Sao nàng lại tới đây? Diệp Huyên không hề suy nghĩ vấn đề này, bởi vì hiện giờ hắn có việc quan trọng hơn phải làm. Lĩnh ngộ. Nhiều khi linh cảm xuất hiện thì phải nắm thật chặt, nếu không một khi nó biến mất thì không thể biết được lần tiếp theo nó tới là lúc nào. Lần này linh cảm đột nhiên xuất hiện, đồng thời hắn cũng tiến vào trạng thái này, đối với hắn thì đây chính là một cơ hội trời ban. Không thể bỏ qua. Ngay sau đó, Diệp Huyên đã lấy lại bình tĩnh. Ở trước mặt Diệp Huyên, An Lan Tú nhìn mấy người đang xông về phía mình, mặt không chút cảm xúc, trong tay nàng là một thanh trường thương. Nàng bình tĩnh quan sát nhóm người đối phương lao tới, đôi mắt không xuất hiện chút gợn sóng gì. Trong quá trình chạy, tên đàn ông áo xám cầm đầu đã tiến hành tụ thế, mỗi một bước chân của hắn ta đạp xuống đất đều khiến mặt đất nứt toác ra, vô cùng đáng sợ. Khi người đàn ông áo xám còn cách An Lan Tú chừng ba trượng, thanh trường thương trong tay An Lan Tú đâm nhanh về phía trước, ngay sau đó, một thanh trường thương xuất hiện ở trước mặt người đàn ông áo xám. Đồng tử người đàn ông áo xám co lại, bởi vì tốc độ một thương này của An Lan Tú hoàn toàn vượt xa dự đoán của hắn ta, bởi vậy hắn ta chỉ còn cách dùng hai tay, tiến hành ngăn cản theo bản năng. Dưới ánh mắt của vô số người, người đàn ông áo xám lập tức lùi về sau cả trăm trượng. Hắn ta vừa mới dừng lại thì thân thể đã quỳ xuống đất, mặt đất lập tức nổ tung, cùng lúc đó, những chiếc vòng sắt trên cánh tay hắn ta vỡ vụn, không chỉ như vậy, hai cánh tay hắn ta cũng vỡ nát. Hóa thành một đống mảnh vỡ. Người đàn ông áo xám đờ đẫn nhìn An Lan Tú ở phá xa xa, hắn ta không đỡ nổi một thương sao? Cách đó không xa, sau khi tung ra một thương, An Lan Tú chưa chịu dừng tay. Nàng chỉ xéo thương xuống mặt đất, sau đó đột nhiên quét thương, khiến không gian xung quanh trở nên hư ảo. Không gian hư ảo. Khi thấy cảnh này, sắc mặt ông lão áo trắng ở gần đó lập tức thay đổi, thất thanh hô thương chủ. Ngươi đã đạt tới thương chủ. Ngươi. Ở cách đó không xa. Rầm 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 rầm. Ngay lập tức, vô số bóng người liên tục lùi ra sau cả trăm trượng, trong đó tên thanh niên cụt tay còn bị một thương này quét gãy cánh tay trái, hiện giờ đã biến thành thanh niên không tay rồi. Khi hắn ta nhìn về phía An Lan Tú thì trong đôi mắt cũng tràn ngập sự sợ hãi. Thương chủ. Ở nơi xa. Người đàn ông trung niên kia khiếp sợ nhìn An Lan Tú, rốt cục ngươi là ai hả? Hiện giờ trong lòng hắn ta đã chấn động tới tột cùng, không phải ở trung thổ thần châu không có thương chủ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy một vị thương chủ trẻ tuổi như vậy. An Lan Tú nhìn người đàn ông trung niên kia, không hề trả lời mà lui về, đứng cách trước mặt Diệp Huyên không xa, nàng tựa như một vị chiến thần đứng ở nơi đó. Những người có mặt không dám ra tay tiếp. Cô gái này quá kinh khủng. Ở một bên khác, ông lão áo trắng nhìn chằm chằm vào An Lan Tú, rốt cục các hạ là ai hả? Vì sao lại muốn nhúng tay vào việc của Học viện Thương Mộc và thế giới ngầm chúng ta? An Lan Tú nhìn ông lão áo trắng, không phục hả? Hai mắt ông lão áo trắng nhắm lại, các hạ có biết hậu quả không? Đương nhiên ông ta không dám tùy tiện ra tay, có đánh chết ông ta cũng không tin không có ai đứng sau một thiên tài như vậy. An Lan Tú cầm thương đi tới trước mặt ông lão áo trắng, nàng nhìn thẳng vào đối phương, muốn đơn đấu hay đánh hội đồng. Muốn đơn đấu hay đánh hội đồng. Không gian trở nên tĩnh lặng. Sắc mặt ông lão áo trắng lập tức trở nên dữ tợn, đúng là khinh người quá đáng, sao ông ta có thể nhẫn nhịn được. Khi ông ta định ra tay thì có mấy hơi thở mạnh mẽ đột nhiên bao phủ lấy ông ta. Đều vượt qua vạn pháp cảnh đỉnh cao. Sau khi phát hiện ra điều này, sắc mặt ông lão áo trắng lập tức thay đổi thêm lần nữa. Lúc này, một ông lão xuất hiện bên cạnh An Lan Tú, người này mặc một bộ đồ đen, hai tay giấu trong ống tay áo, ánh mắt sắc bén như mũi tên. Ông ta nhìn chằm chằm vào ông lão áo trắng, trong đôi mắt không mang theo chút cảm tình gì. Ông lão áo trắng nhìn An Lan Tú và ông lão áo đen, rốt cục các ngươi thuộc thế lực nào, hiện giờ trong lòng ông ta đang vô cùng sợ hãi. Bởi vì thế lực bình thường không thể bồi dưỡng được thiên tài như vậy,
càng không thể tùy tiện phái mấy tên cường giả vượt qua vạn pháp cảnh đỉnh cao ra. Ông lão áo đen liếc mắt nhìn ông lão áo trắng, giọng khàn khàn nói, mau cút đi. Giọng nói vô cùng khó nghe, có chút chói tai. Nghe vậy, sắc mặt ông lão áo trắng lập tức biến thành xanh xám, khi định bộc phát thì có một giọng nói vang lên trong đầu ông ta, không lâu sau, đồng tử ông ta co rụt lại, sau đó ông ta chăm chú nhìn An Lan Tú, An. Nói tới đây, ông ta không dám nói tiếp. Một lúc sau, ông lão áo trắng quay người rời đi, theo sau đó là 100.000 đại quân kỵ binh của Sở Quốc. Lùi rất nhanh. An Lan Tú. Không ai ở Trung Thổ Thần Châu không biết tới cái tên này. Bởi vì hiện giờ cái tên này đang xếp thứ 6 trên bảng yêu nghiệt. Hơn nữa nàng chỉ dùng thời gian một ngày đã xông từ vị trí thứ 30 lên tới vị trí thứ 6. Thế lực sau lưng nàng là một bí ẩn, ngay cả với Học viện Thương Mộc cũng là một bí ẩn mới chính là chuyện kinh khủng nhất. Phải biết ở Trung Thổ Thần Châu, Học viện Thương Mộc cũng là một thế lực lớn, hệ thống tình báo của chúng không dám nói là cao cấp nhất ở Trung Thổ Thần Châu nhưng chắc chắn cũng không yếu kém. Nhưng dù như vậy thì Học viện Thương Mộc cũng không điều tra được bất kỳ tin tức gì về An Lan Tú cả. Ông lão áo trắng không dám lấy cách cá chết lưới rách để uy hiếp, bởi vì ông ta sợ. Nếu như ông ta dám làm vậy, có lẽ đối phương thật sự sẽ cá chết lưới rách với Học viện Thương Mộc. Bởi vì người ta không hề sợ. Bởi vậy ông lão áo trắng quyết đoán rời đi. Chương 316, Huynh thật ngốc. Chương 316, Huynh thật ngốc. Sau khi đám người ông lão áo trắng rút lui, An Lan Tú xoay người lại. Lúc này, Diệp Huyên ở gần đó đột nhiên thu kiếm Liên Tú về, sau đó đi tới trước mặt nàng. An Lan Tú ngẩn ra, bị cắt ngang rồi hả? Khóe miệng Diệp Huyên cong lên, hình như vậy. An Lan Tú lắc đầu, đứng đắn chút đi. Diệp Huyên cười xấu xa, sau đó nghiêm mặt nói, Tiểu An, sao nàng lại tới đây? Tiểu An. An Lan Tú ngẩn ra, hiển nhiên nàng không ngờ Diệp Huyên sẽ gọi thân thiết như vậy, chỉ có 2-3 người thân thiết nhất mới được phép gọi nàng như vậy mà thôi. Sau khi ông lão áo đen ở gần đó thấy Diệp Huyên gọi An Lan Tú thân mật như vậy, ông ta nhíu lông mày. Khi ông ta thấy An Lan Tú không hề tức giận thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, sắc mặt vô cùng u ám. An Lan Tú quan sát Diệp Huyên một chút, sau đó nói nhỏ, đi theo ta nào. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hai người đi về phía xa. Trong quá trình này, sắc mặt ông lão áo đen kia sầm lại, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc ban đầu, hai người không nói gì cả, chỉ lặng lặng đi tới. Cuối cùng Diệp Huyên phá vỡ sự im lặng, Tiểu An, sao nàng lại tới đây? An Lan Tú nhẹ nhàng vuốt tóc mai, việc Học viện Thương Mộc và thế giới ngầm nhắm vào huynh đã gây ra sóng gió không nhỏ ở Trung Thổ Thần Châu. Diệp Huyên cười nói, vậy nên nàng tới đây. An Lan Tú dừng chân, nàng xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, ta cũng không muốn tới. Diệp Huyên ngẩn ra. An Lan Tú lắc đầu, ta tới đây sẽ mang tới vô số phiền phức cho huynh, tuyệt đối không ít hơn Học viện Thương Mộc và thế giới ngầm đâu, thậm chí còn nhiều hơn. Nói tới đây, nàng chậm rãi đi tới trước tiếp, lần này ta và huynh gặp nhau sẽ kéo theo vô số phiền phức khác. Hiện giờ huynh không thể đối mặt với những chuyện này, ta cũng không muốn để huynh bị cuốn vào bên trong. Nhưng hiện giờ dù huynh không muốn thì cũng sẽ bị cuốn vào. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, gia tộc của nàng à? An Lan Tú gật đầu, ngoài ra còn có những người khác nữa. Nói tới đây, nàng quay người lại nhìn Diệp Huyên, ta phải lập tức rời đi, sau khi ta rời đi, ta sẽ cố gắng cầm chân gia tộc của ta, nhưng những người khác thì ta không làm gì được. Nếu huynh lựa chọn việc kết giao với ta thì huynh không thể tránh khỏi. Huynh hiểu chưa? Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. An Lan Tú lắc đầu, huynh không hiểu đâu, những thế gia đại tộc chân chính đều rất coi trọng thân thế bối cảnh, cũng coi trọng cả huyết mạch thiên phú, những chuyện này rất phức tạp, ta. Diệp Huyên cười nói, nàng muốn tuyệt giao với ta sao? An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyên. Nếu như ta hứa với gia tộc là từ nay về sau sẽ không gặp lại huynh nữa, ngày mai Học viện Thương Mộc và thế giới ngầm sẽ biến mất khỏi cõi đời này. Nếu như ta lựa chọn kết giao với huynh, vậy kẻ địch của huynh không chỉ là Học viện Thương Mộc và thế giới ngầm nữa mà còn có thêm một thế lực mạnh mẽ hơn cả bọn chúng. Diệp Huyên trầm mặc. An Lan Tú quay người đi về phía ông lão áo đen, sắc mặt của nàng vô cùng bình tĩnh.
Đúng lúc này, giọng nói của Diệp Huyên vang lên từ sau lưng, ta lựa chọn điều thứ hai. An Lan Tú dừng bước lại. Diệp Huyên cười nói, Tiểu An, ta biết nếu lựa chọn điều thứ hai chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện, thậm chí có thể ta sẽ chết, nhưng ta không hối hận. Ta không biết thích hay yêu là gì cả, ta chỉ biết rằng đời này gặp được nàng là chuyện vui vẻ nhất, vì nàng, vì tình cảm giữa hai ta bằng lòng dùng tính mạng để bảo vệ. Nói tới đây, hắn đi đến sau lưng An Lan Tú, ta không sợ học viện Thương Mộc, cũng không sợ gia tộc của nàng, càng không sợ chết, nhưng sợ từ nay về sau ta và nàng trở thành người xa lạ, rất sợ. An Lan Tú im lặng hồi lâu, cuối cùng nàng đáp, huynh thật ngốc. Nói xong, nàng đi về phía xa. Không có ai nhìn thấy khóe miệng nàng hơi nhích lên, tạo thành một đường cong khó lòng phát hiện. Ở một bên khác, ông lão áo đen lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên mỉm cười nói với ông lão áo đen, thật ra ta cũng không tệ mà, hiện giờ ta là tông sư kiếm đạo, cũng là tông sư võ đạo, cho dù chỉ mới là thông u cảnh nhưng giết thần hợp cảnh chỉ đơn giản như thái rau thái dưa. Tìm khắp Thanh Châu không có người con trai nào xuất sắc hơn ta đâu. Sau đó, hắn nghiêm túc nói tiếp, thật đó, các ông đừng có thành kiến với ta mà, hãy tìm hiểu ta thật kỹ vào, ta tin rằng các ông sẽ đón nhận ta. Ta thật sự vô cùng xuất sắc đó. Ông lão áo đen. Chương 317, tạm thời yên bình. Ông lão áo đen lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên chân thành nói, thật đó, ta không chém gió đâu. Nhà họ An các ông thử tìm hiểu về ta kỹ hơn đi, chỉ cần các ông hiểu rõ về ta thì sẽ phát hiện ta là một người rất xuất sắc. Ông lão áo đen đột nhiên nói, ta không phải người nhà họ An. Diệp Huyên. Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên, trong mắt không hề che giấu sát ý, nhưng ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ tìm hiểu ngươi kỹ hơn. Nói xong ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyên đứng ở chỗ cũ. Sau đó lắc đầu, mẹ nó, ông ta là kẻ địch rồi. Lúc này Khương Cửu đã đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nàng ấy nhìn phía chân trời xa xa, nói, nàng đi rồi sao? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về nơi xa, An Lan Tú đã biến mất ở phía chân trời. Đi rồi. Không hề dừng bước. Khương Cửu nói, nàng đi vội vàng như vậy, sợ rằng chuyện này rất nghiêm trọng. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, trong đôi mắt nàng ấy hiện lên vẻ lo lắng, gia tộc của An Lan Tú không hề tầm thường, nếu như Diệp Huyên và An Lan Tú chỉ là bằng hữu bình thường thì không sao cả, nhưng vấn đề là thái độ của An Lan Tú với Diệp Huyên quả thực không được bình thường. Ví dụ như cách gọi Tiểu An. Nàng ấy chỉ biết là chỉ có nàng ấy được phép gọi An Lan Tú là Tiểu An. Ngay cả đại hoàng tử Khương Quốc từng là đại ca của nàng cũng từng gọi như vậy. Nhưng lúc đó An Lan Tú không hề nể mặt đại hoàng tử chút nào, dí thương vào mặt đại hoàng tử. Từ đó về sau, trừ nàng ấy ra, không có ai dám gọi An Lan Tú thân mật như vậy. Mà khi nãy Diệp Huyên gọi vậy nhưng An Lan Tú không hề thấy phản cảm. Thật ra chỉ cần không phải là người mù thì đều có thể nhận ra An Lan Tú đối xử với Diệp Huyên không hề bình thường. Diệp Huyên có xuất sắc không? Chắc chắn rồi. Nhưng trong mắt những thế gia hào môn này thì vẫn chưa đủ, trong những thế gia này đã thấy rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, những thiên tài yêu nghiệt bình thường căn bản khó lòng lọt mắt bọn họ. Hơn nữa đối với bọn họ mà nói thì thiên phú cũng chỉ là một phần, còn phải xem bối cảnh, thân phận. Cũng có nghĩa là phải môn đăng hộ đối. Hào môn đại tộc rất coi trọng điểm này. Hiển nhiên là Diệp Huyên và An Lan Tú không hề môn đăng hộ đối chút nào. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên nói, chúng ta đi thôi nào. Nói xong hắn xoay người rời khỏi đây. Khương Cửu nhìn về phía xa xăm, nơi đó không thấy bóng dáng An Lan Tú đâu nữa. Một lúc sau, nàng ấy khẽ thở dài một tiếng, quay người rời đi. An Lan Tú xuất hiện khiến toàn bộ lãnh thổ Khương Quốc đột nhiên yên bình. Dù đại quân Sở Quốc và Việt Quốc chưa rời hết khỏi lãnh thổ Khương Quốc nhưng cũng không dám tiến công tiếp. Bởi vì hiện giờ bọn chúng không biết An Lan Tú đang có ý định gì. Nói tóm lại là Khương Quốc có thể thở phào rồi. Khai Dương Thành. Khai Dương Thành không lớn, chỉ chừng 500-600.000 người, nhưng khi đại quân Sở Quốc tới, nhân số Khai Dương Thành tối thiểu đã giảm đi một nửa. Đều đã chạy trốn. Sau khi Diệp Huyên quay trở về Khai Dương Thành, một mình hắn cứ lẳng lặng đi trên con đường. Nghĩ.
suy nghĩ rất nhiều chuyện. Khi nãy ở bên ngoài thành hắn đã bị cắt ngang. Không phải là nhân tố bên ngoài mà chính hắn đã cắt ngang. Bởi vì hắn phát hiện ra khi hắn cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh, ví dụ như cảm nhận gió thì hắn không thể nào bình tĩnh nổi. Nóng này. Khi hắn muốn lặng lặng cảm nhận những cơn gió ở xung quanh thì hắn mới phát hiện ra mình nóng này tới mức nào. Từ sau khi rời khỏi Thanh Thành đến tận bây giờ, hắn đều quá nóng này. Thế giới này không chỉ có chém chém giết giết, cũng không chỉ có tu luyện, còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp khác, nhưng trước đây hắn chưa từng để ý tới những thứ này. Hiện giờ hắn chỉ muốn yên tĩnh, sau đó tập trung quan sát xung quanh, tập trung cảm nhận những làn gió, cảm nhận đường đi, cảm nhận tất cả những thứ ở xung quanh. Diệp Huyên một mực đi tới trước, không biết từ khi nào hắn đã đi tới bên bờ sông, hai bên dòng sông là từng dãy nhà nhỏ, hiện giờ trong những căn nhà này không có bất kỳ ai cả. Hai bên đường phố không có một ai, nhà cửa trống trơn. Chạy trốn. Chiến tranh nổ ra, những con người bình thường chỉ yếu ớt như một tờ giấy mà thôi. Trong lãnh thổ Thanh Châu, kẻ mạnh làm vua, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể học võ, bởi vậy số lượng người bình thường là nhiều nhất, người bình thường chưa từng học võ không có bất kỳ năng lực phản kháng gì khi chiến tranh nổ ra. Đối với những thế lực đỉnh cao kia thì sao hắn lại không phải một người bình thường cơ chứ? Đúng lúc này, có một bé gái đột nhiên chạy tới trước mặt hắn. Bé gái này chừng 5-6 tuổi, mặc một bộ váy nhỏ cũ, đã có nhiều chỗ rách, khắp nơi đều là những lỗ thủng. Ở đầu gối cô bé có hai vết sẹo rất lớn, máu đã đông lại. Cô bé đi một đôi giày cỏ cũ nát, phần đế giày ở mũi đã bị rách, vậy nên năm ngón chân cô bé co vào bên trong, bởi vì chỉ cần cô bé duỗi ngón chân ra thì ngón chân của cô bé sẽ chạm xuống đất. Bé gái ngẩng cái đầu nhỏ nhắn lên nhìn Diệp Huyên, đôi mắt long lanh, giọng nói lanh lảnh, Diệp ca ca, cảm ơn huynh khi nãy đã cứu chúng ta. Cứu. Diệp Huyên ngẩn ra, hắn quay đầu lại, có mấy người đứng ở cách đó không xa, có nam có nữ, hiển nhiên những người đó là người thân của cô bé này. Lúc này một người đàn ông trung niên vội vàng đi tới trước mặt Diệp Huyên, hai chân quỳ xuống, sau đó dập đầu thật mạnh, đám người tiểu nhân chính là những người bị quân sở đuổi theo. Nếu không nhờ Diệp quốc sĩ xuất hiện, vậy chúng ta đã chết ở ngoài thành rồi, cảm ơn Diệp quốc sĩ đã cứu mạng. Những người còn lại ở cách đó không xa cũng quỳ xuống. Bé gái trước mặt Diệp Huyên định học theo người lớn, quỳ xuống đất, nhưng cô bé bị Diệp Huyên bế lên. Sắc mặt người đàn ông trung niên kia lập tức thay đổi, đồng đồng, mau xuống đây, đừng làm bẩn quần áo của Diệp quốc sĩ. Bé gái định tránh khỏi Diệp Huyên. Nhưng Diệp Huyên lại cười nói, đừng động đậy, để ta bế muội nào. Bé gái nhìn Diệp Huyên, muội bẩn. Diệp Huyên nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, cười đáp, không bẩn chút nào. Bé gái trừng mắt lên nhìn, sau đó cô bé cũng thơm Diệp Huyên một cái. Diệp Huyên cười giòn tan, hắn nói với người đàn ông trung niên, các ngươi đứng lên đi. Người đàn ông trung niên do dự trong giây lát, sau đó vẫn đứng lên. Nhưng thân thể vẫn hơi cúi xuống, đó không phải là e sợ, mà là tôn kính. Tôn kính từ tận đáy lòng. Chương 318, nếu như ta ác, thế gian xoay vần. Diệp Huyên hỏi, các ngươi có chỗ ở chưa? Người đàn ông trung niên lắc đầu, trước đó không biết định đi đâu, giờ thì muốn đi đế đô, bởi vì nơi đó tương đối an toàn. An toàn. Diệp Huyên im lặng một hồi, sau đó hắn nói, nếu các ngươi đi đế đô, không chỉ đường xá xa xôi mà các ngươi còn không hề có sức tự vệ, thật sự là quá nguy hiểm, hãy ở lại trong thành đi, sao hả? Người đàn ông trung niên cười khổ, đại quân ngoài thành. Diệp Huyên cười nói, ta bảo đảm với các ngươi tòa thành này sẽ không bị đại quân sở quốc công phá, các ngươi cứ yên tâm ở trong thành đi, sao hả? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều quỳ xuống, người đàn ông trung niên kia cúi đầu thật sâu, chúng ta tin tưởng Diệp quốc sĩ. Diệp Huyên đáp, đứng lên đi. Mấy người bọn họ đứng dậy. Diệp Huyên đặt cô bé trong ngực xuống dưới đất, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, cười nói, muội tên Đồng Đồng hả? Bé gái vội vàng gật đầu, ca ca, tên có hay không? Diệp Huyên cười nói, hay, rất hay. Nói tới đây, tay phải hắn mở ra, hai quyển trục xuất hiện trong tay, sau đó hắn búng tay một cái, hai quyển trục hóa thành một luồng sáng trắng. Biến mất vào giữa trán bé gái.
Truyền thừa công pháp võ kỹ. Bé gái ngẩn người hồi lâu, cuối cùng cô bé nhìn về phía Diệp Huyên, lanh lảnh hỏi, ca ca, đó là gì vậy? Diệp Huyên trả lời, muội có thể tu luyện theo phương thức ghi trong đầu, phải tu luyện từ từ thôi, tương lai muội có thể lợi hại như ta. Bé gái trợn trừng mắt lên, thật hả? Diệp Huyên cười nói, thật, nhưng việc này muội không thể nói cho người khác biết, cứ coi như đây là bí mật giữa muội và ta nhé, có được không? Bé gái vội vàng gật đầu. Diệp Huyên mở lòng bàn tay phải ra, một túi tiền nhỏ xuất hiện trong tay hắn, hắn ném túi tiền cho người đàn ông trung niên, cứ yên tâm sống trong thành đi, phải đối xử với đồng đồng thật tốt, mua cho con bé hai bộ đồ và giày thật đẹp, ta rất thích cô bé này, tương lai ta sẽ tới Khai Dương Thành để gặp cô bé. Người đàn ông trung niên vội vàng nói, vâng. Nói xong mấy người bên cạnh gã cúi người thật sâu với Diệp Huyên, sau đó kéo đồng đồng rời khỏi đây. Chưa đi được bao xa thì đồng đồng đột nhiên quay người lại nhìn về phía Diệp Huyên, ca ca, huynh sẽ tới tìm muội chứ? Diệp Huyên cười đáp, chắc chắn. Đồng đồng cười ngọt ngào, muội chờ huynh tới. Nói xong cô bé xoay người, đi theo nhóm người đàn ông trung niên rời khỏi đây. Diệp Huyên nhìn theo bóng lưng cô bé, mỉm cười một tiếng, hắn quay người lại nhìn dòng sông trước mặt. Đột nhiên hắn phát hiện ra một ý nghĩ của mình có thể quyết định sống chết của vô số người. Nếu nghĩ ác, vậy có thể sẽ khiến rất nhiều người chết, nếu như nghĩ thiện, vậy có thể thay đổi cuộc sống của một người, thậm chí là vô số người. Vừa nghĩ tới đây, một luồng kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn tỏa ra ngoài, luồng kiếm ý này lan tỏa trên mặt sông, khiến mặt nước lập tức xuất hiện từng đợt gợn sóng. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, trên mặt sông xuất hiện một hiện tượng quái lạ, phần mặt sông bên trái bị kiếm ý bao phủ sôi sùng sục như đang bị đun. Nhưng phần mặt sông bên phải thì lại vô cùng bình lặng, chỉ có gợn sóng nhỏ bé. Ở trên một dòng sông, một loại kiếm ý nhưng lại là hai thái cực. Không biết chuyện này kéo dài như vậy trong bao lâu thì kiếm ý trên dòng sông đột nhiên như thủy triều, tuôn trào về trong cơ thể Diệp Huyên. Nhưng ngay sau đó, kiếm ý lại từ trong cơ thể hắn tỏa ra ngoài, thuận theo dòng sông, chấn động tiến về nơi xa. Trên cả dòng sông, phần nước sông bên trái thì sôi sùng sục. Mà phần bên phải thì lại vô cùng tĩnh lặng. Vài hơi thở sau, kiếm ý đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Ở bên bờ, khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên, thì ra là vậy, nếu như ta thiện, ngàn núi muôn sông, nếu như ta ác, thế gian xoay vần. Thiện ác kiếm ý, thiện ác kiếm đạo. Nếu như ta thiện, nghìn núi muôn sông, nếu như ta ác, thế gian xoay vần. Khi Diệp Huyên suy nghĩ thông suốt, ở trong cơ thể hắn, trên đỉnh tháp giới ngục, có một thanh kiếm trong số ba thanh kiếm khẽ run lên. Chương 319, có thể xem như là một kiếm chủ rồi. Thanh kiếm cắm trên đỉnh tháp giới ngục chấn động một hồi rồi trở lại bình thường, đáng tiếc Diệp Huyên lại không phát hiện. Hắn đứng bên ngoài tháp, hai tay giang ngang, tham lam hít vào từng luồng không khí mới mẻ, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái từ tinh thần đến tâm hồn. Trước kia hắn không hiểu rõ về kiếm đạo, thậm chí còn không biết kiếm ý là gì, vì vậy vẫn luôn mơ mơ hồ hồ. Nhưng bây giờ tất cả đã sáng suốt, hệt như có người đưa tay rẽ mây để hắn nhìn thấy bầu trời xanh. Thiện ác đều dựa vào ý nghĩ của con người. Nghĩ thiện là thiện, nghĩ ác là ác. Trước đó, kiếm ý của hắn chỉ có thể xem như hình thức ban đầu chứ không phải là kiếm ý thiện ác hoàn chỉnh, nhưng vào giây phút mọi tâm niệm thông suốt, hắn đã chính thức đạt được kiếm ý thiện ác. Diệp Huyên cũng phát hiện ra kiếm ý của hắn mạnh hơn trước rất nhiều. Nếu lại giao thủ với gã đàn ông áo xám, hắn tự tin có thể giết đối phương trong vòng 5 chiêu mà không cần dùng đến nhất kiếm định sinh tử. Kiếm ý có chia cảnh giới không nhỉ? Một câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn, tiếc rằng vì kiếm tiên tỷ tỷ còn đang say ngủ mà không được giải đáp. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu đi dọc bờ sông với hai bàn tay mở ra, hướng lên. Cảm nhận từng ngọn gió mát lạnh thổi đến, cảm nhận vạn vật xung quanh như trong lúc luyện kiếm. Nhưng lần này, hắn không chỉ cảm nhận mà còn muốn vay mượn. Kể từ khi dung nhập chiến ý và kiếm ý vào kiếm thế trong lần giao đấu với gã đàn ông áo xám, Diệp Huyên đã nghĩ rằng, nếu hai thứ trên đã có thể dung nhập thì tại sao những thứ khác lại không thể? Ví dụ như ngọn gió này, đất đai này. Đạo tắc là của người khác, là thứ có sẵn,
không phải của bản thân nên lần này Diệp Huyên không thúc giục nó nữa mà cứ đều đặn bước đi. Không biết từ bao giờ, một luồng thế đã tản mát quanh người hắn. Đây chính là kiếm thế. Dần dà, vô số chiến ý và kiếm ý dung nhập vào thế, ngọn gió vốn đang mơn man tay hắn cũng ngừng bước mà hòa mình vào. Không chỉ vậy, mặt đất dưới chân hắn cũng chấn động, từng tia đại địa chi lực thâm nhập từ chân hắn, len lỏi đi lên rồi cuồn cuộn tiến vào khiến thế càng trở nên khủng bố hơn. Dòng sông nhỏ bên phải hắn cũng bỗng chốc sôi trào, mỗi bước chân hắn đi qua đều sẽ khiến mặt đất vỡ ra. Đây là mượn thế. Phát hiện này khiến Diệp Huyên vui mừng khôn kể. Thì ra không chỉ có thể mượn lực mà còn có thể dung hợp tất cả vào thế của mình. Sau khi đưa chiến ý và kiếm ý vào thì kiếm thế đã không đơn giản chỉ là kiếm thế nữa mà đã lột xác. Nói đúng hơn, nó đã không còn là thế của một cá nhân nữa. Đối với Diệp Huyên hiện giờ, thế cá nhân vẫn có giới hạn như một cái ly chỉ có thể chứa chừng ấy nước. Nhưng nếu đặt ly nước vào một cái chậu rồi đập vỡ ly thì không gian dùng để chứa nước sẽ trở nên lớn hơn. Thế cũng giống như nước vậy, muốn chứa nhiều hơn thì phải phá vỡ những ràng buộc của bản thân. Theo từng bước chân chậm rãi của Diệp Huyên, một luồng thế hùng hậu dần xuất hiện từ trong lòng sông bên phải hắn. Đó chính là thế của nước đang dần dần tụ tập về bên hắn. Lớp đất dưới chân Diệp Huyên không còn vỡ ra nữa mà đã hoàn toàn nát vụn trước lượng thế khổng lồ đang hội tụ trên người hắn vào giờ phút này. Không thể chống lại. Nếu có thêm kiếm ý thiện ác, hắn hoàn toàn có thể dùng thế này để kết liễu một cường giả thông u cảnh trong chớp mắt. Vì vậy hắn hoàn toàn tự tin rằng mình có thể giải quyết gã đàn ông áo xám trong ba chiêu, thậm chí chỉ cần một chiêu nếu dùng nhất kiếm định sinh tử. Để đánh giá thực lực của một người, không thể chỉ dựa vào cảnh giới mà còn phải suy xét đến ý cảnh, thế, kinh nghiệm thực chiến cũng như trang bị. Diệp Huyên hiện giờ, ngoài trừ cảnh giới ra, những phương diện còn lại đều đã đạt đến đỉnh cao hất của bản thân. Một khi hắn đạt đến thần hợp cảnh, thực lực sẽ lại lột xác. Diệp Huyên nhẹ nhàng hạ tay phải xuống tan. Luồng thế hội tụ trong cơ thể hắn lập tức tan đi như màn sương, mặt sông lại quay về phẳng lặng. Hắn đã có thể xem như là một kiếm chủ rồi. Khóe môi Diệp Huyên không khỏi nhếch lên. Rồi như nghĩ đến gì đó, hắn khẽ cong đầu ngón tay. Một tia kiếm quang lóe lên rồi đến một tiếng rắc khi nhánh cây cách đó hơn 30 trượng rơi xuống. Nó chưa kịp chạm đất đã bị kiếm Liên Tú bất thình lình xuất hiện đón lấy. Lại một tia kiếm quang khác hiện ra, Liên Tú đã trở lại bên người Diệp Huyên. Nụ cười trên môi Diệp Huyên càng rạng rỡ hơn. Thuật ngự kiếm của hắn so với trước kia chính là một trời một vực từ tốc độ đến sức mạnh. Quan trọng nhất là hắn đã có thể điều khiển nó chân chu như thể đang sử dụng cánh tay của mình chứ không còn vấp váp chút chắc nữa. Đúng lúc ấy, một lão già xuất hiện cách đó không xa chính là Ngũ Lâu chủ của Túy Tiên Lâu. Chương 320, đầu hàng hoặc chết. Diệp Huyên khẽ nhấc chân phải, thôi thúc đạo tắc, khí tức trên người hắn lập tức được đại địa chi lực che lấp đi. Từ trước kia, hắn đã phát hiện ra đạo tắc có thể giúp hắn che giấu khí tức và cảnh giới, chỉ là khi ấy không có nhu cầu, nhưng bây giờ hắn lại muốn giữ bí mật về thực lực của mình, xem nó như lá bài tẩy mang yếu tố bất ngờ. Ngũ Lâu chủ đi đến, cười khổ với Diệp Huyên, xin chào tiểu hữu, Túy Tiên Lâu ta đã quyết định rút khỏi việc này. Diệp Huyên bình tĩnh gật đầu, ta đã lường trước được. Ngũ Lâu chủ vẫn lắc đầu, xin lỗi. Tiền bối đừng nói vậy, Túy Tiên Lâu đã có ân rất lớn với ta rồi. Diệp Huyên mỉm cười rồi nghiêm giọng nói, Túy Tiên Lâu giúp ta là tình nghĩa, không giúp cũng là bổn phận. Trong khoảng thời gian nay, các vị đã mấy lần ra tay tương trợ lúc nguy nan, Diệp Huyên ta khắc sâu ân tình này trong tâm khảm. Ngày sau nếu Túy Tiên Lâu có bất kỳ yêu cầu gì trong khả năng, Diệp Huyên ta tuyệt đối chẳng từ việc nghĩa. Một tia cảm xúc phức tạp lóe lên trong mắt Ngũ Lâu chủ. Nếu ban đầu ông ta chỉ giúp đỡ Diệp Huyên vì muốn lôi kéo vị kiếm tiên sau lưng hắn, thì bây giờ ông ta đã thật sự thưởng thức người thanh niên này. Hắn tuy có lúc xúc động nhưng đồng thời cũng là người trọng tình nghĩa vô cùng. Không chịu thu nhận Diệp Huyên tuyệt đối là quyết định ngu ngốc nhất của Học viện Thương Mộc trong trăm năm qua. Loại thiên tài này ấy à, chỉ cần thu nhận và đối xử tốt với hắn, hắn sẽ dùng mạng để báo đáp. Tựa như Lão Kỳ và Học viện Thương Lan vậy. Ngũ Lâu chủ chỉ biết lắc đầu thở dài. Đoạn ông ta nâng tay lên, đưa một chiếc hộp thon dài bất thình lình xuất hiện sang cho Diệp Huyên, đây là thứ tiểu hữu cần.
Diệp Huyên mở hộp ra, bên trong là hai thanh kiếm giống nhau như hai giọt nước. Thân kiếm dài khoảng 5 thước, bề ngang lại chưa đến một ngón tay. Tế kiếm. Ngũ Lâu chủ nhẹ giọng nói, hai thanh kiếm này có tên Tật Ảnh, không phải kiếm thường mà là phi kiếm, được chế tạo dành riêng cho những vị kiếm tiên lấy ngự kiếm làm chủ. Nếu tiểu hữu có thể ngự kiếm, lại có kiếm này, uy lực sẽ tăng hơn gấp bội. Tuy tiên lâu ta đã xóa dấu ấn của kiếm tu trong đó đi, tiểu hữu muốn dùng khi nào cũng được. Tật Ảnh ư. Diệp Huyên nhìn vào hộp, dùng tay phải khều nhẹ một cái, hai thanh kiếm lập tức dựng thẳng lên. Hắn khép tay lại chỉ về phía trước, hai thanh kiếm nhoáng cái đã xuất hiện sau một thân cây cách đó hơi 50 trượng, nhoáng cái nữa đã trở về bên hắn, chỉ để lại hai mảnh lá dần rơi rụng nơi xa. Ngũ Lâu chủ chứng kiến cảnh tượng ấy mà không khỏi rúng động. Ông ta biết Diệp Huyên có thể ngự kiếm nhưng không ngờ tốc độ của hắn đã đến mức này. Đây tuyệt đối không phải trình độ mà thông u cảnh có thể đạt được, khiến ông ta kinh hãi không thôi. Diệp Huyên nhẹ nhàng vuốt ve hai thanh kiếm, than thở một phen Tật Ảnh. Hay cho cái tên Tật Ảnh, kiếm tốt. Chúng như có linh cảm mà khẽ run lên, phát ra một tiếng kiếm minh nho nhỏ. Diệp Huyên bật cười thu kiếm về, chắp tay với Ngũ Lâu chủ, đa tạ tiền bối. Thấy hắn lấy tấm thẻ vàng ra, Ngũ Lâu chủ lại lắc đầu, không cần. Kiếm này là túy tiên lâu ta tặng tiểu hữu. Nhưng Diệp Huyên lại nghiêm mặt lắc đầu, tình nghĩa là tình nghĩa, mua bán là mua bán. Hắn kiên quyết nhét tấm thẻ vào tay Ngũ Lâu chủ, thấy ông ta không chịu nhận thì đanh giọng, nếu tiền bối không chịu nhận, về sau ta cũng không dám làm phiền túy tiên lâu nữa. Nghe vậy, Ngũ Lâu chủ không còn cách nào khác, đành cười méo xẹo rồi nhận lấy hai tấm thẻ chứa 200 triệu đồng vàng. Diệp Huyên thấy thế mới mỉm cười, tiền bối. Nếu có thể thì sau này có lẽ ta sẽ còn làm phiền Quý Lâu về tình báo, muốn bán gì cũng sẽ liên hệ với Quý Lâu. Ngũ Lâu chủ nghiêm túc đáp, cấp trên đã giao phó, chỉ cần nằm trong năng lực, túy tiên lâu ta sẽ hỗ trợ tiểu hữu hết sức. Chỉ là việc điều động cường giả này. Vậy là đủ rồi, tiền bối, sau này còn gặp lại. Diệp Huyên mỉm cười đáp lễ rồi rời đi. Ngũ Lâu chủ dõi theo bóng lưng hắn, nhẹ giọng than, nếu không bỏ mạng. Ngày sau hắn chắc chắn sẽ là kiếm tiên. Đoạn xoay người biến mất. Trên đường lên đến tường Khai Dương Thành, vô số binh lính nhìn thấy Diệp Huyên đều rối rít hành lễ với vẻ phấn khích rõ mồn một trên gương mặt. Đây là vị kiếm tu của Khương Quốc. Là vinh dự của Khương Quốc. Hắn đến bên Khương Cửu, thấy nàng ấy đăm chiêu nhìn về nơi xa, nhẹ giọng nói chúng vẫn chưa lui binh. Theo ánh mắt nàng ấy, Diệp Huyên nhìn thấy đại quân kỵ binh Sở Quốc đông nghìn nghịt như kiến cỏ. Bỗng nhiên từ nơi xa có một đội kỵ binh chỉ khoảng 20 người vọt đến, xem trang phục thì không phải người Sở Quốc. Khương Cửu thấp giọng mắng, lính Đại Vân. Đế quốc Đại Vân cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Đội kỵ binh ấy chẳng mấy chốc đã đến dưới chân tường thành. Diệp Huyên nhìn xuống, thấy người đàn ông trung niên đi đầu hô to, đầu hàng hoặc chết. Bỗng nhiên một thanh kiếm xuất hiện với mũi kiếm chĩa thẳng vào giữa chân mày ông ta. Diệp Huyên nhàn nhã nói vọng xuống, gió lớn quá không nghe rõ, nói lại nghe thử xem. Mọi người. Chương 321, ngươi để mặt mũi của ta ở đâu? Một sự im lặng bao trùm bốn phía. Nhóm kỵ binh dưới thành nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Người đàn ông dẫn đầu tuy bị mũi kiếm chĩa thẳng vào trán nhưng vẫn không hề nao núng, nếu không đầu hàng. Ngày đại quân vào thành cũng là ngày các ngươi đầu lìa khỏi xác. Diệp Huyên giơ ngón cái lên, gan đấy. Khóe môi người đàn ông nhếch lên đầy giễu cợt, ngươi có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám giết ta. Diệp Huyên tỏ vẻ nghi ngờ, vì sao chứ? Ông ta chỏ vào bản thân, vì ta là tướng sĩ đại diện cho đế quốc Đại Vân đến đây lần này. Nếu ngươi dám giết ta, đế quốc. Phập. Kiếm liên tú dứt khoát đâm tới. Xuyên thủng sọ đối phương. Người đàn ông trung niên im bặt, hai mắt trợn trừng đầy khó tin. Trên tường thành, Diệp Huyên xòe tay ra. Liên tú ngoan ngoãn bay về, một giọt máu tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống. Hắn nhìn xuống dưới chân tường thành, lắc đầu nói, uy hiếp ta như vậy. Ngươi để mặt mũi của ta ở đâu? Đối phương. Mấy giây sau, người đàn ông ngã khỏi ngựa với đôi mắt trợn trừng, đến chết cũng không nhắm lại được. Những kỵ binh khác của đế quốc Đại Vân thấy vậy thì phẫn nộ vô cùng,
Một tên chỉ thẳng vào Diệp Huyên giống lên, ngươi dám giết người của đế quốc Đại Vân. Xoẹt. Một thanh kiếm đã xuyên qua cổ họng tên lính mà không hề có dấu hiệu nào dự báo. Hắn ta chới với ngã khỏi lưng ngựa, mắt trợn trừng nhìn Diệp Huyên, hai tay thít chặt cổ nhưng vẫn không thể ngăn lại dòng máu đang ồ ạt chảy ra. Diệp Huyên lên tiếng hỏi những kỵ binh khác, các người có gì để nói không? Nhận ra rằng người này hoàn toàn không nể nang gì đế quốc Đại Vân, vẻ sợ hãi dâng lên trong mắt chúng. Tất cả đều không hề do dự, đồng loạt bỏ chạy. Khương Cửu bỗng lên tiếng, sao không giết hết? Diệp Huyên mỉm cười, nhìn sang những binh lính trên tường thành, các ngươi đã thấy chưa? Binh sĩ của đế quốc Đại Vân không hề vô địch, chúng cũng sẽ chết, cũng sẽ biết sợ. Vậy nên Nam Nhi Khương quốc ta sao lại phải e dè trước Đại Vân? Ai dám đến, chúng ta giết kẻ đó, cho dù chết cũng phải kéo một tên theo chôn cùng. Những binh lính vốn còn mang vẻ kiêng kỵ trên gương mặt bỗng kích động hô lên, ai dám đến, giết. Ai dám đến, giết. Âm thanh như sấm rền vang vọng tầng mây. Trước cảnh tượng ấy, Diệp Huyên mỉm cười hài lòng. Đây chính là tinh thần mà hắn muốn nhìn thấy. Đại Vân là đế quốc khổng lồ nhất Thanh Châu, từng tiêu diệt một quốc gia khác chỉ bằng một đội kỵ binh trăm người, chẳng trách sao những nước nhỏ khác đều mang lòng kính sợ, những binh lính lại kiêng kỵ và sợ hãi khi đứng trước nó như vậy. Nhưng nếu không vực dậy tinh thần, Khương quốc có lẽ chưa chiến đã bại. Khương Cửu nhìn sang Diệp Huyên, khóe môi nhích lên một độ cong không ai phát hiện được. Bỗng Diệp Huyên lên tiếng, ta phải về Thương Lan một chuyến. Khương Cửu hỏi, khi nào trở lại? Nhanh thôi. Khương Cửu nhẹ giọng đáp, ta chờ ngươi. Diệp Huyên gật đầu, nhờ có Tiểu An nên Sở Quốc, Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm sẽ không ra tay trong thời gian sắp tới, nhưng cô cũng phải cẩn thận. Muộn nhất là hai ngày, ta sẽ trở về. Hắn đi rồi, Khương Cửu vẫn cứ nhìn theo mãi cho đến khi bóng lưng ấy đã khuất dạng. Diệp Huyên không ngồi thuyền bay mà lựa chọn cưỡi con sói đen được Lục Bán Trang để lại cho. Tốc độ của nó nhanh hơn thuyền rất nhiều, từ Khai Dương Thành về đến Học viện Thương Lan chỉ mất không quá nửa ngày. Binh lực lưỡng giới thành căn bản khó mà ngăn cản đại quân Sở Quốc và đế quốc Đại Vân, nên hắn mới phải trở về Thương Lan tìm viện quân. Với thực lực của hắn hiện giờ, cần ít nhất 5 thanh minh kiếm mới có thể đạt đến thần hợp cảnh. Vì vậy hắn quyết định không nuốt chửng tật ảnh mà để lại đó, dù sao chiến lực cũng sẽ được đề cao một bậc. Chương 322, dùng mọi biện pháp giết chết hắn. Tại nơi đóng quân của Sở Quốc, cách Khai Dương Thành trăm dặm. Trong một doanh trướng nọ. Láo xược. Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Người đàn ông trung niên mặc giáp sắt với đôi mắt long lên sòng sọc gằn giọng hỏi tên lính đang quỳ một chân trước mặt, Khương quốc thật sự coi khinh đế quốc Đại Vân ta như vậy. Tên lính rũ đầu đáp, bẩm tướng quân, thuộc hạ không dám nói sai nửa lời. Người kia nheo mắt lại, truyền lệnh ta, tập hợp kỵ binh Đại Vân. Đúng lúc ấy, một lão già khoác áo bào trắng và một người phủ mình trong bóng đen bỗng nhiên xuất hiện. Lui ra. Tên lính vội vàng làm theo lệnh lão già. Lúc bấy giờ, lão ta mới nói với người đàn ông, tướng quân Lý Phong, Kháo Sơn Vương không dặn dò ông trước khi đến đây sao? Mọi chuyện ở đây đều nghe theo lệnh ta. Sắc mặt người tên Lý Phong trở nên khó coi vô cùng. Lão già áo trắng nhàn nhạt tiếp lời, Lý tướng quân, Diệp Huyên kia dám giết cả người Học viện Thương Mộc ta, ông nghĩ hắn sẽ sợ Đại Vân ư? Kẻ này không chỉ sở hữu thiên phú cao ngút trời mà còn có một vị kiếm tiên chống lưng. An Lan Tú kia cũng từng trở lại giúp đỡ hắn. Trước khi biết được ý đồ của An Quốc Sĩ, ông không được tự tiện ra lệnh, bằng không sẽ xử lý theo quân pháp. Tuy hai tay siết chặt, sắc mặt tái xanh nhưng Lý Phong vẫn gật đầu. Sắc mặt lão già cũng không đẹp đẽ gì cho cam. Sự xuất hiện của An Lan Tú đã khiến bọn họ rơi vào thế kẹt khi chưa thể điều tra được thân phận và bối cảnh của nàng. Nếu chỉ có một mình nàng thì còn đỡ, họ chỉ sợ thế lực sau lưng nàng cũng nhúng tay vào. Chính sự kiêng kỵ đó đã khiến Sở Quốc và Thế Giới Ngầm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng càng không ra tay thì lão ta lại càng lo lắng khi Diệp Huyên lại có thêm thời gian để trưởng thành. Vào giây phút Diệp Huyên suýt nữa mượn lực trở thành kiếm chủ dưới chân Khai Dương Thành, lão già thật sự cảm thấy sợ hãi. Vì những thiên tài nằm trong 20 hạng đầu trên bảng yêu nghiệt cần một cái giá quá đắt.
Học viện Thương Mộc và thế giới ngầm cao lắm chỉ có thể mời chào những thiên tài nằm ngoài những hạng ấy. Đó cũng là lý do vì sao một khi Diệp Huyên trở thành kiếm chủ, hai thế lực này sẽ không thể làm gì hắn được nữa, trừ khi mời những yêu nghiệt trong 10 hạng đầu đến giết hắn. Ngặt nỗi những người ấy đã thuộc về một trình độ khác, trong túi không thiếu tiền, Học viện Thương Mộc căn bản không thể tiếp xúc được. Vì vậy dưới tình huống vạn pháp cảnh không thể ra tay, việc Diệp Huyên trở thành kiếm chủ sẽ đẩy Thương Mộc và thế giới ngầm sẽ rơi vào tình thế vô cùng tồi tệ. Cũng may là hắn đã thất bại. Lão già đã thở dài nhẹ nhõm khi Diệp Huyên không thể mượn thế thành công. Chỉ cần hắn chưa trở thành kiếm chủ, bọn họ vẫn có thể giết hắn mà không phải bỏ ra cái giá quá lớn. Ngặt nỗi, An Lan Tú lại xuất hiện. Sắc mặt lão già xa sầm khi nghĩ đến vị yêu nghiệt siêu quần kia. Nhưng vấn đề là làm sao Diệp Huyên lại quen biết nàng. Ám chủ thế giới ngầm bỗng lên tiếng, Lý Mục Huynh, có cần phải mời những người hộ đạo kia đến không? Lão già tên Lý Mục nghe ba chữ người hộ đạo thì trầm giọng đáp, sẽ phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Ám chủ nói ngay, chỉ có họ mới biết được con ả kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lý Mục im lặng. Bỗng nhiên, một lão già áo đen xuất hiện. Lý Mục khẽ nheo mắt lại với vẻ phòng bị khi nhận ra đây chính là người đi theo An Lan Tú trước kia. Lão già áo đen liếc mắt nhìn ám chủ đã nấp mình đi, nói thuật ẩn thân thấp kém thế này, dùng chỉ tổ xấu mặt. Nói xong, lão ta nhẹ nhàng nhịp chân phải. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, một người đàn ông trung niên khoác áo bào đen xuất hiện nơi góc tường. Bị bắt hiện nguyên hình chỉ trong một chiêu. Trước cái nhìn đầy kiêng kỵ đến từ ám chủ, đối phương chỉ thản nhiên nói với lão già áo trắng, ta biết các ngươi đang đắn đo chuyện gì. Cứ yên tâm, chúng ta sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa các ngươi và Diệp Huyên. Lý Mục cau mày, vì sao? Lão già áo đen lạnh lùng cười, vì chúng ta cũng muốn hắn phải chết. Nhưng vì An tiểu thư nên chúng ta không thể ra tay cho dù là trong tối hay ngoài sáng, tất nhiên nàng cũng không thể. Lý Mục thấp giọng hỏi, các hạ rốt cuộc là ai? Lão già áo đen nhàn nhạt đáp, việc này không liên quan đến ngươi. Ta đến đây chỉ để nói rằng các ngươi có thể tùy ý đối phó Diệp Huyên kia. Hắn cùng lắm chỉ là một tên thông u cảnh nhỏ nhoi, tuy là tông sư kiếm đạo nhưng cũng không đủ để Học viện Thương Mộc và thế giới ngầm bận tâm. Lão ta đứng dậy, ta cho các ngươi một đề nghị. Nếu muốn ra tay thì hãy tập trung lực lượng đầy đủ nhất, giải quyết trong một lần. Đừng lần nữa giúp hắn luyện tay nữa. Lý Mục liếc lão ta, hắn ta không đơn giản như ngươi nghĩ. Lão già hừ lạnh, nếu không phải cố kỵ An tiểu thư thì giết chết hắn chỉ như trở bàn tay đối với ta. Các ngươi trước kia thật sự quá ngu xuẩn, nếu tập trung toàn bộ lực lượng thì đã dễ dàng giết hắn rồi. Lão ta rậm rời đi nhưng rồi dừng lại, có một người từ Trung Thổ Thần Châu đang trên đường đến hỗ trợ các ngươi. Khi ấy cũng hy vọng các ngươi có thể dùng hết toàn lực. Dùng mọi biện pháp giết chết tên kia. Lời vừa dứt, thân hình lão ta lóe lên rồi biến mất. Lý Mục lên tiếng sau một hồi nhìn ám chủ, lập tức triệu tập đạo binh thế giới ngầm. Lý tướng quân, lập tức triệu tập kỵ binh Đại Vân. Ra lệnh cho tất cả chuẩn bị xuất phát bất kỳ lúc nào. Một khi giết chết Diệp Huyên thì lập tức phá thành, cho Khương Quốc chôn theo cùng. Đôi mắt lão ta chậm rãi khép lại, lần này, tuyệt đối phải dùng mọi biện pháp. Chương 323, ta nghe hắn vừa xúc phạm Diệp Quốc Sĩ. Học viện Thương Lan. Dưới núi Kỳ Vẫn, Diệp Huyên cảm nhận được cảnh tượng trước mắt thì hơi sững sờ. Chẳng biết vì sao lúc này dưới núi Kỳ Vẫn lại có rất nhiều người tụ tập, những người này đứng xung quanh chân núi, ai cũng ngẩng đầu lên nhìn phía trên núi Kỳ Vẫn, trong mắt tràn đầy mong đợi. Diệp Huyên bước tới bên cạnh một người đàn ông, vị huynh đài này đang chờ gì vậy? Người đàn ông liếc nhìn Diệp Huyên, ngươi không biết. Diệp Huyên lắc đầu, xin hãy cho biết. Người đàn ông đáp, Diệp Quốc Sĩ Diệp Huyên sắp trở lại. Diệp Huyên. Người đàn ông có chút háo hức, nghe nói hôm nay hắn sẽ trở lại Học viện Thương Lan, vì thế chúng ta đều ở đây chờ. Ta đã đợi ở đây từ sáng sớm rồi. Diệp Huyên ngẩn ra một lúc lâu, sau đó lại hỏi, mọi người ở đây đều đến để chờ hắn. Người đàn ông gật đầu, đúng vậy, mấy người ở đằng trước càng điên cuồng hơn, họ đã tới từ lúc trời chưa sáng. Diệp Huyên lại hỏi, sao các ngươi biết hôm nay hắn trở lại? Người đàn ông cười bảo, đế đô đang truyền tin đấy.
Diệp Huyên lắc đầu, chắc hẳn là Khương Cửu báo tin cho quốc chủ Khương Quốc, sau đó truyền ra khắp nơi. Đây cũng không có gì, việc nhỏ thôi. Diệp Huyên nhẹ nhàng vỗ vai người đàn ông, Diệp Huyên cũng chỉ là một người bình thường, không có gì đáng nhìn đâu, nên về. Đờ mờ ngươi. Người đàn ông đột nhiên nổi giận, sao Diệp quốc sĩ có thể là người bình thường? Hắn là quốc sĩ của Khương quốc ta, là kiếm tu của Khương quốc ta. Không ngờ ngươi lại dám xúc phạm hắn. Nói xong, người đàn ông tung một cú đấm về phía Diệp Huyên. Xúc phạm hắn. Diệp Huyên hơi khó hiểu, hắn đã nói gì? Nhận thấy nắm đấm của người đàn ông đánh về phía mình, Diệp Huyên nhẹ nhàng nhón chân, lùi về sau mấy trượng. Cú đấm của người đàn ông đánh vào khoảng không, hắn ta lập tức ngây người. Mà lúc này, xung quanh đã có vài người nhìn về phía hai người họ. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì lúc này, một thiếu niên ở bên cạnh đột nhiên giận dữ chỉ vào Diệp Huyên, ta nghe hắn vừa xúc phạm Diệp quốc sĩ. Diệp Huyên. Nghe thiếu niên nói, một số người lập tức nhìn Diệp Huyên, trong mắt họ không giấu được lửa giận. Diệp Huyên. Trong lòng người Khương quốc, cái tên này không thể nói là thiêng liêng, nhưng nhất định không được xúc phạm. Những chuyện Diệp Huyên làm ở đường quốc đã được truyền khắp Khương quốc, danh tiếng của hắn hiện tại còn cao hơn cả An Lan Tú khi đó. Đây không phải trọng điểm là Diệp Huyên đang bảo vệ Khương quốc, đang chiến đấu để bảo vệ Khương quốc. Đây là quốc sĩ của Khương quốc, cũng là kiếm tu của Khương quốc. Bên cạnh, một người đàn ông bỗng bước tới phía trước Diệp Huyên không xa, hắn ta nhìn Diệp Huyên, có chút nghi ngờ hỏi, tại sao ta lại thấy ngươi hơi quen mắt nhỉ? Diệp Huyên cạn lời, quen mắt, có thể không quen mắt à? Chẳng phải ngươi đang đợi ta sao? Thật ra những người này không biết hắn cũng bình thường, vì lúc trước khi ở Khương quốc, danh tiếng của hắn không cao đến vậy, do đó rất nhiều người chưa từng gặp hắn. Dù đã từng gặp thì có lẽ cũng chỉ nhìn từ phía xa, chỉ là gặp một lần. Đương nhiên Diệp Huyên không muốn tiếp tục bị hiểu lầm như thế, hắn đang định giải thích thì lúc này, người đàn ông ra tay với hắn trước đó chợt nói, ta thấy ngươi mặt mày gian xảo, nhìn có vẻ không phải người tốt lành gì, không bằng đánh trước một trận rồi nói. Diệp Huyên sầm mặt, mặt mày gian xảo. Mẹ nó, đồ không có mắt, cho dù muốn đánh hắn, gã không thể tìm một lý do khác à. Lúc này, một tiếng thốt kinh ngạc bỗng vang lên, là Diệp Hinh. Ngay sau đó, mọi người lần lượt tránh sang hai bên, một cô gái đi đến từ phía xa, cô gái không lớn tuổi cho lắm, dáng người nhỏ nhắn, mặc bộ váy màu xanh lục sẫm, sau đầu nàng ta thắt một bím tóc nhỏ. Nàng ta bước ngang qua đám đông, bím tóc nhỏ nhẹ nhàng lúc lắc, nhìn rất xinh xắn đáng yêu. Diệp Hinh. Hiện giờ nàng ta khá nổi tiếng ở Học viện Thương Lan và Đế Đô. Bởi vì thành tích nàng ta đạt được ở mọi mặt đều thuộc hàng đầu trong học viện. Điều quan trọng nhất đó là, nàng ta là người nhỏ tuổi nhất ở Học viện Thương Lan, vì thế nàng ta rất được cưng chiều trong học viện. Diệp Hinh liếc nhìn mấy người trước mặt, sao lại làm ồn ở đây? Lúc này, người đàn ông muốn đánh Diệp Huyên khi nãy vội vàng trả lời, Diệp cô nương, có người xúc phạm Diệp quốc sĩ. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Hinh trở nên lạnh lùng, người nào? Người đàn ông chỉ vào Diệp Huyên cách đó không xa, mọi người vội vàng tránh ra. Khi Diệp Hinh nhìn theo hướng người đàn ông chỉ và thấy Diệp Huyên, nàng ta lập tức sững sờ. Diệp Huyên bước tới trước mặt Diệp Hinh, hắn mỉm cười, thế nào, không biết ta sao? Diệp Hinh hoàn hồn, hai tay nàng ta nắm chặt vạt áo, nàng ta hơi căng thẳng nói, đường. Viện trưởng. Viện trưởng. Khi nghe thấy hai từ này, mọi người lập tức yên lặng. Mà thiếu niên định đánh Diệp Huyên vừa nãy ở bên cạnh ngồi phịch xuống đất, cậu ta có chút ngỡ ngàng, ta là ai, ta đang làm gì? Mọi người. Diệp Huyên nhìn xung quanh rồi cười bảo, được mọi người yêu mến chờ đợi ở đây, bây giờ mọi người cũng đã nhìn thấy ta. Ta cũng chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt, mọi người tản ra đi. Nói xong, hắn quay mặt về phía Diệp Hinh, về viện thôi. Diệp Hinh vội vàng gật đầu. Sau đó ngoan ngoãn đứng sau lưng Diệp Huyên. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên và Diệp Hinh đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Mà người đàn ông ngồi bệt dưới đất ở bên cạnh vẫn ngỡ ngàng. Không ngờ vừa rồi hắn ta lại muốn đánh Diệp Huyên. Trước điện Thương Lan, Diệp Huyên dừng bước, phía trước hắn không xa là Kỳ An Chi. Kỳ An Chi đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhẹ giọng nói, đã trở lại.
Diệp Huyên gật đầu, mọi thứ đã xong chưa? Kỳ An Chi khẽ gật đầu, đã xong. Diệp Huyên bảo, triệu tập toàn bộ học viên. Chương 324, 12 Kim Nhân. Kỳ An Chi nhìn Diệp Huyên rồi xoay người rời đi. Trong vòng chưa đầy nửa khắc đồng hồ, toàn bộ học viên đã tập trung trước điện Thương Lan. Nhìn Diệp Huyên trên bục đài, trong mắt các học viên đều là háo hức và sùng bái. Hiện nay địa vị của Học viện Thương Lan ở Khương Quốc cực kỳ cao, toàn thể người dân Khương Quốc đều thật lòng kính trọng Học viện Thương Lan. Giờ đây, tất cả mọi người Khương Quốc đều rất tự hào vì mình là học viên của Học viện Thương Lan. Mà tất cả những điều này đều nhờ vào Diệp Huyên. Hai bên trái phải Diệp Huyên lần lượt là Kỳ An Chi và Bạch Trạch. Diệp Huyên tiến lên một bước, hắn nhìn lướt qua phía dưới, tại đây có tổng cộng 42 học viên, trong đó có 21 người lăng không cảnh, 9 người thông u cảnh, còn lại đều là ngự khí cảnh. Diệp Huyên suy tư một lúc rồi lên tiếng, các ngươi hẳn đã biết quân lính của Sở Quốc, Vinh Quốc và Đế Quốc Đại Vân đang đến gần, bên ngoài Khai Dương Thành có 100.000 thiết kỵ binh, trong đó có cả Đế Quốc Đại Vân. Nếu Khai Dương Thành bị công phá, thiết kỵ binh của Sở Quốc sẽ không còn trở ngại, chúng sẽ tiến thẳng về Nam, vô số người Khương Quốc ta sẽ chết dưới tay thiết kỵ binh chúng. Nói tới đây, giọng hắn dần lớn hơn, lần này ta trở lại để hỏi các vị có sẵn sàng đi cùng ta tới Khai Dương Thành, thề sống chết bảo vệ Khương Quốc ta không? Gia nhập vào quân đội. Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Hiển nhiên họ cũng không ngờ Diệp Huyên sẽ yêu cầu họ gia nhập vào quân đội. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nếu thành bị công phá, Khương Quốc bị diệt vong, Học viện Thương Lan ta sao có thể may mắn thoát được? Tất nhiên, nếu các ngươi không muốn đi, ta cũng không bắt buộc. Lúc này, Diệp Hinh ở bên cạnh đột nhiên đứng ra, ta muốn đi tới Khai Dương Thành. Khi Diệp Hinh đứng ra, ngay sau đó càng lúc càng nhiều người đứng ra. Khi thấy tất cả mọi người đều bằng lòng đi Khai Dương Thành, trong lòng Diệp Huyên có chút vui mừng, hắn nói các ngươi cũng biết lần này tới Khai Dương Thành, có lẽ phần lớn trong đó sẽ không về được. Phía trước Diệp Huyên, một người đàn ông tuét miệng cười, viện trưởng cũng đã liều mạng vì Khương Quốc ta ở Khai Dương Thành, sao chúng ta có thể tham sống sợ chết? Chúng ta muốn kể vai chiến đấu cùng viện trưởng, chúng ta không thể làm viện trưởng mất mặt. Đúng, chúng ta muốn đồng sinh cộng tử với viện trưởng. Ta không đồng ý. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh lùng đột nhiên vọng lại từ bên cạnh. Diệp Huyên quay đầu nhìn, cách đó không xa, hai người bước nhanh tới. Hắn đương nhiên biết hai người này, họ chính là hai vị học sĩ do hắn mời đến, Mạc Nguyên và Phong Lam. Mạc Nguyên bước nhanh đến trước mặt Diệp Huyên, ông ta nhìn thẳng vào Diệp Huyên, cậu có bao giờ nghĩ, mặc dù cảnh giới của những học viên này đều không thấp, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến, nếu cậu đưa họ ra chiến trường, họ sẽ chết rất nhiều chưa? Diệp Huyên bình tĩnh đáp, vì thực chiến ít nên càng cần thực chiến nhiều hơn. Mạc Nguyên trầm giọng nói, cậu nóng vội sẽ hỏng việc. Cậu cũng biết, một khi cậu đưa họ ra chiến trường, những thiên tài mà cậu vất vả đào tạo này đều có thể sẽ chết, toàn bộ tâm huyết của cậu và cả di nguyện của Lão Kỳ, tất cả sẽ hóa thành hư không. Cậu! Diệp Huyên lắc đầu ngắt lời Mạc Nguyên, nếu đất nước bị diệt vong, Học viện Thương Lan có thể bình an được ư? Chúng ta là học viên của Học viện Thương Lan, hơn nữa là người Khương Quốc. Chúng ta không cao hơn người nào, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ quốc gia này như nhau. Mạc Nguyên im lặng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên lại nói, ta không muốn học viên của ta đều là một bầy cừu non được nuôi nhốt. Họ nhất định phải ra ngoài cảm nhận sự tàn khốc của chiến tranh, với họ đây cũng là một cách tu luyện. Nếu không làm vậy, một ngày nào đó Học viện Thương Lan gặp nguy cơ thì đến cả sức đánh một trận họ cũng không có. Sau khi được nhìn thấy những thiên tài của Trung Thổ Thần Châu như Lăng Hàn và Lục Cuồng, hắn hiểu ra một điều. Nếu chỉ tu luyện ở nhà, không đi trải nghiệm thực tế một lần thì tu luyện cả đời cũng là một kẻ vô dụng. Lăng Hàn và các thành viên của đội lính đánh thuê thứ 9 nhờ tu luyện mà thành ư? Không. Họ nhờ đánh mà thành. Họ nhờ trải qua vô số trận chiến sinh tử mới có được thực lực của ngày hôm nay. Nếu những học viên này của Học viện Thương Lan không ra ngoài, không đi liều mạng, thì cả đời họ cũng không so sánh được với các thiên tài và yêu nghiệt của Trung Thổ Thần Châu kia. Nếu một tấm sắt không được trải qua nhiều lần gọt rũa, nó sẽ không bao giờ trở thành một thanh kiếm sắc bén. Mạc Nguyên nhìn Diệp Huyên một lúc rất lâu, thời gian dần trôi qua, vẻ mặt ông ta trở nên dịu đi theo ta.
Diệp Huyên hơi khó hiểu, bởi vì hắn phát hiện Mạc Nguyên và Phong Lam có chút bí ẩn. Diệp Huyên không nghĩ ngợi nhiều nữa, lập tức đi theo ông ta. Ba người đi ra sau núi, Mạc Nguyên dừng bước rồi quay người lại nhìn Diệp Huyên. Ông ta xòe tay ra, một chiếc hộp xuất hiện trong tay ông ta. Diệp Huyên có chút nghi hoặc đây là... Mạc Nguyên mở hộp ra, trong hộp là 12 tiểu kim nhân, trong tay mỗi kim nhân đều cầm một thanh trường thương màu vàng. Mạc Nguyên nhìn về phía Diệp Huyên, 12 kim nhân từng được một vị đế vương tài giỏi thu thập vàng dòng khắp thiên hạ Cửu Châu để đúc thành, trong mỗi kim nhân đều ẩn chứa một trận pháp. Một khi rót linh khí vào, khởi động kim nhân là có thể trấn áp thiên hạ Cửu Châu, nhưng chúng từng bị thương nặng, linh tính bị tổn hại, giờ đây chúng chỉ tương đương với thần hợp cảnh, hơn nữa trận pháp bị hỏng, mỗi lần khởi động cần rất nhiều linh khí cực phẩm. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, sức mạnh của chúng như thế nào? Tay phải Mạc Nguyên nhẹ nhàng phất lên, một kim nhân trong hộp đột nhiên hóa thành ánh sáng vàng rơi xuống bên cạnh, mà lúc này, tiểu kim nhân đã biến thành đại kim nhân, nó còn cao lớn hơn Diệp Huyên rất nhiều. Mạc Nguyên lạnh nhạt bảo, thử xem. Diệp Huyên khẽ gập đầu ngón tay, một tia kiếm quang bỗng nhiên đánh vào người kim nhân. Kim nhân không hề nhúc nhích, kiếm đâm vào không để lại một dấu vết. Mặt Diệp Huyên biến sắc, kiếm của hắn là kiếm thật. Một lát sau, Diệp Huyên quay mặt sang Mạc Nguyên, điều kiện. Mạc Nguyên nhìn thẳng vào Diệp Huyên, gia nhập vào Nho Đạo, trở thành người phát ngôn của Nho Đạo ta. Nếu cậu đồng ý, Nho Đạo ta nhất định sẽ ủng hộ cậu. Chương 325, hy vọng duy nhất. Nho Đạo. Nghe thấy lời Mạc Nguyên, Diệp Huyên chau mày, Nho Đạo. Mạc Nguyên gật đầu, đó là một thế lực tu hành từ lâu đời. Từng vì một nguyên nhân đặc biệt nên Nho Đạo chính thống sụp đổ, để lại rất ít truyền thừa. Không dám giấu giếm, hai chúng ta đều là truyền nhân của Nho Đạo, gánh vác trách nhiệm phục hưng Nho Đạo. Diệp Huyên nặng nề hỏi, tại sao lại chọn ta? Mạc Nguyên lắc đầu cười khẽ, hai chúng ta đã từng đến Thương Lan Châu, đến Học viện Thương Lan, cũng từng đến Thanh Châu, tiếp xúc với Học viện Thương Mộc. Tuy hai học viện này được gọi là học viện, nhưng cả hai đều không có môn học thuật. Họ chỉ chú trọng tu luyện, cũng chỉ chú trọng thực lực của học viên, mà không chú trọng tới học thức và tư tưởng của học viên. Nói tới đây, ông ta nhìn sang Diệp Huyên, ngay lúc chúng ta muốn từ bỏ, Lục Quốc Sư đã bảo chúng ta đến đây xem thử, cậu khiến chúng ta khá bất ngờ. Ở đây, hai chúng ta nhìn thấy được hy vọng, mà cậu cũng đủ xuất sắc, còn nhỏ tuổi đã đạt tới trình độ kiếm chủ, cậu thực sự khiến chúng ta rất bất ngờ. Lúc này... Diệp Huyên bỗng lên tiếng, ông nhìn thấu được ta. Trong giọng hắn có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn đã dùng đạo tắc để che giấu thực lực của mình. Mạc Nguyên cười nói, nếu ta đoán không sai, cậu đang dùng đạo tắc trên người mình, có đúng không? Đạo tắc. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên khá nghiêm trọng, hắn đã đánh giá quá thấp hai người trước mắt. Mạc Nguyên lại nói, cậu yên tâm, hai chúng ta không có ác ý với cậu. Cũng không dám có ác ý. Không dám. Họ đã nhìn thấy cách giết người của cô gái bí ẩn trong tháp giới ngục lúc trước. Kiếm tiên. Họ đã từng gặp kiếm tiên, mà phương pháp của cô gái bí ẩn này đã không phải là kiếm tiên có thể làm được. Mỗi lần nghĩ tới điều này, hai người đều sợ hãi toát mồ hôi lạnh, bởi vì cô gái bí ẩn này có thể không chỉ là kiếm tiên, thậm chí có thể là trên kiếm tiên. Đương nhiên. Sở dĩ họ chọn Diệp Huyên vì dự tính ban đầu của Diệp Huyên là tạo dựng học viện. Diệp Huyên chú trọng học thuật, chú trọng nước nhà, đây chính là điều họ cần, vì việc họ cần phải làm là truyền bá học thuật, truyền bá tư tưởng Nho Đạo của mình. Và nếu học viện Thương Lan ngày càng lớn mạnh, sức ảnh hưởng sau này đương nhiên cũng ngày càng lớn, khi đó tư tưởng và học thuật của Nho Đạo sẽ có thể được truyền bá trong phạm vi rộng hơn. Còn một điều nữa là Diệp Huyên thực sự đủ mạnh. Không có thực lực. Không có tiềm năng thì tất cả đều là nói nhảm. Diệp Huyên trầm tư. Hai người Mạc Nguyên thì yên lặng chờ Diệp Huyên trả lời. Một lát sau, Diệp Huyên lên tiếng, ta không hiểu Nho Đạo. Mạc Nguyên cười bảo, cậu có thể yên tâm về điều này. Nếu sau này cậu cảm thấy Nho Đạo ta có vấn đề thì có thể đuổi việc hai chúng ta bất cứ lúc nào, còn việc cậu gia nhập Nho Đạo cũng chỉ là một hình thức, ngày sau cậu có thể gia nhập bất kỳ thế lực nào. Về phần người phát ngôn của Nho Đạo cũng chỉ là một cái tên, không có hạn chế nào cả,
Chỉ là sau này khi chúng ta nương nhờ học viện Thương Lan tuyên truyền tư tưởng và học thuật của Nho Đạo sẽ dùng tên tuổi của cậu. Đương nhiên, hai chúng ta cũng sẽ ủng hộ học viện Thương Lan, ủng hộ cậu hết mình. Phong Lam ở bên cạnh đột nhiên nói đơn giản hơn là tương đương với việc chúng ta hợp tác, không có quan hệ cấp trên cấp dưới, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi. Diệp Huyên cười nói, vậy thì đương nhiên ta không có vấn đề. Nghe thế, Mạc Nguyên và Phong Lam đều nở nụ cười. Mạc Nguyên đưa hộp tới trước mặt Diệp Huyên cũng không khách sáo nhận lấy hộp, sau đó hỏi thứ này sử dụng như thế nào. Mạc Nguyên trả lời, 12 kim nhân đều cần linh khí khởi động. Mỗi lần khởi động, một kim nhân cần ít nhất 100.000 linh thạch cực phẩm, mà nhiều nhất chỉ có thể duy trì một khắc. Mặt mũi Diệp Huyên tràn đầy kinh ngạc, 100.000 linh thạch cực phẩm cho một kim nhân. Chỉ có thể duy trì một khắc, có lầm không? Mạc Nguyên cười khổ, mặc dù hơi đắt nhưng hiệu quả cực kỳ tốt. Nếu cậu có đủ linh thạch cực phẩm, 12 vị kim nhân này có thể chém giết cả cao thủ vạn pháp cảnh. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, nụ cười cay đắng còn chứa đựng đôi chút miễn cưỡng. Hiện tại trên người hắn có hơn 1 triệu linh thạch cực phẩm. Nếu dùng chúng để khởi động 12 kim nhân thì sẽ hết trong một lần. Quan trọng nhất là chỉ có thể duy trì một khắc. Quá ngắn, quá ngắn. Việc này quả thực là đốt tiền. Mặc dù món đồ chơi này rất tốt, nhưng hắn vẫn không dám sử dụng tùy tiện, dùng một lần sẽ thành kẻ nghèo rớt mồng tơi mất. Mạc Nguyên lại nói, còn một việc nữa, đó là hai chúng ta không thể giúp cậu công khai. Chúng ta cũng có chút ân oán thị phi. Nếu ra tay có thể sẽ mang tới rắc rối và thị phi cho cậu. Do đó chúng ta không thể công khai ra tay, có điều vẫn có thể bí mật ra tay. Diệp Huyên cười bảo, vậy thì ta cảm ơn trước. Mạc Nguyên mỉm cười, giúp đỡ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Nói xong, ông ta như nghĩ tới gì đó lại nói, cậu còn nhớ Lục Quốc Sư không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Mạc Nguyên nặng nề nói, người này là truyền nhân của binh đạo. Lần này đế quốc Đại Vân hành động có thể là cơ hội mà nàng ta đang chờ đợi. Mà theo hai chúng ta biết, người nàng ta nên chọn là cửu công chúa Điện Hạ. Nếu cậu về đế đô có thể đi tìm nàng ta, có lẽ sẽ gặt hái được lợi ích lớn. Lục cửu ca. Diệp Huyên gật đầu, vâng, hai vị tiền bối, sau khi ta đi, mọi việc của học viện Thương Lan phải làm phiền hai vị rồi. Mạc Nguyên nhẹ nhàng vuốt râu, bụng làm giả chịu. Lần này cậu tới Khai Dương Thành phải cẩn thận. Diệp Huyên khẽ gật đầu rồi cáo biệt với hai người. Nhìn Diệp Huyên rời đi, Mạc Nguyên nhẹ giọng nói, hắn có thể là hy vọng duy nhất của hai chúng ta ở thanh thương giới này. Phong Lam trầm giọng tiếp lời, tiếc là trên người hắn có quá nhiều thị phi, nào là học viện Thương Mộc, thế giới ngầm, đế quốc Đại Vân. Hai, phiền phức. Mạc Nguyên hờ hững nói, không sao, tuy hai ta không thể ra tay công khai. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể giúp đỡ hắn theo phương diện khác. Chương 326, không bảo ngươi bế ta. Hắn là hy vọng duy nhất của chúng ta ở thanh thương giới. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải liều một lần. Trong điện Thương Lan, Diệp Huyên, Kỳ An Chi và Bạch Trạch đang ngồi quanh một chiếc bàn. Trên bàn có 4 món ăn, 1 món canh. Sau khi ăn xong, Diệp Huyên để bát cơm lên bàn, trưa mai ta sẽ dẫn họ rời đi. Bạch Trạch nói, ta muốn đi cùng. Kỳ An Chi đặt đũa xuống, ta cũng đi. Diệp Huyên nhìn hai người họ, hắn đang định nói thì Bạch Trạch bỗng lên tiếng trước, Diệp Thổ Phỉ, đây là trận chiến cuối cùng, hoặc là mọi người cùng nhau trở về, hoặc là mọi người cùng nhau chết ở Khai Dương Thành. Diệp Huyên im lặng. Bạch Trạch lại nói, ở lại đây cũng là một sự giày vò. Chúng ta hãy cùng nhau đối mặt với mọi thứ, được chứ? Diệp Huyên im lặng một lúc rồi gật đầu, được thôi, trưa mai mọi người cùng đi. Bạch Trạch tuét miệng cười, ăn thêm một bát, ha ha. Kỳ An Chi liếc nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Sau bữa tối, trời đã về đêm. Ngoài điện không có trăng sao, khắp nơi tối đen như mực. Diệp Huyên ngồi trước thềm đá, trong tay hắn là một người gỗ. Diệp Liên. Diệp Huyên nhẹ nhàng vuốt ve người gỗ trong tay, muội muội Diệp Liên đã rời đi một thời gian rồi. Giờ cô bé sống như thế nào? Đương nhiên hắn lo lắng. Trung thổ thần châu. Tay phải Diệp Huyên từ từ siết chặt người gỗ trong tay,
hắn nhất định phải cố gắng hơn nữa. Bắc cảnh, trung thổ thần châu. Mấy nghìn dặm bắc cảnh lạnh quanh năm, nghìn dặm cảnh nội đóng băng, tuyết rơi đầy trời. Nằm ở trung tâm bắc cảnh có một tòa cung điện được điêu khắc bằng băng. Trong cung điện, lúc này rất nhiều cô gái đang vây quanh một chiếc bệ băng. Trên bệ băng có một cô bé đang ngồi khoanh chân, cô bé không lớn tuổi lắm, chỉ khoảng 13, 14 tuổi, trông khá non nớt. Màu tóc của cô bé là màu băng, quanh người cô bé liên tục phát ra từng luồng khí thế mạnh mẽ, nhưng luồng khí thế này chưa khuếch ra đã bị một ánh sáng màu băng ngăn cản. Không biết qua bao lâu, hơi thở trên người cô bé đột nhiên tăng vọt, hơi thở này càng lúc càng mạnh, mạnh tới mức ánh sáng màu băng kia cũng sắp không ngăn được. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, họ lần lượt lùi lại, mà một người đàn bà xinh đẹp ở cách đó không xa siết chặt hai tay, trong mắt tràn đầy căng thẳng, đừng đột phá, dù thế nào cũng đừng đột phá. Nếu lúc này đạt tới vạn pháp cảnh cũng không phải chuyện tốt với ngươi, kìm nén, kìm. Phía xa, hơi thở của cô bé vẫn đang điên cuồng tăng vọt, mà trong tay cô bé là một người gỗ. Khương Quốc. Đêm khuya, Diệp Huyên không nghỉ ngơi mà đi tới một khu rừng trúc ngoài thành Khương Quốc, trong rừng trúc có một căn nhà tre tinh xảo. Trong nhà tre, ánh nến sáng sủa. Diệp Huyên bước vào trước nhà tre thì cửa đột nhiên mở ra, hắn hơi ngây người, sau đó không hề nghĩ nhiều mà đi vào nhà tre. Trong nhà tre, Lục Cửu Ca đang ngồi trên xe lăn, trên đầu gối được đắp một tấm chăn lông rất dày, mà trong tay nàng ta đang cầm một cuốn sách. Nhìn thấy Diệp Huyên, Lục Cửu Ca mỉm cười, đã lâu không gặp. Ta đã chuẩn bị xong xuôi, bây giờ có thể đi chưa? Diệp Huyên ngạc nhiên, cô biết mục đích ta tới đây ư? Lục Cửu Ca cười đáp, đương nhiên. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, cô muốn đi cùng ta? Trên mặt Lục Cửu Ca vẫn giữ nụ cười, không muốn à? Diệp Huyên bước tới trước mặt Lục Cửu Ca, tại sao? Lục Cửu Ca lắc đầu, ta không có ác ý với ngươi. Cũng không có ác ý với Khương Quốc, thế đã đủ chưa? Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó gật đầu, đi thôi. Khóe môi Lục Cửu Ca hơi cong lên, vậy thì đi thôi. Diệp Huyên nói, tới Học viện Thương Lan. Lục Cửu Ca lắc đầu, tới Khai Dương Thành. Diệp Huyên nói, để sáng rồi đi. Lục Cửu Ca nhìn thẳng vào Diệp Huyên, bây giờ đi luôn, lập tức đi, sau khi trời sáng thì đã muộn rồi. Diệp Huyên nhíu mày, sao lại vậy? Lục Cửu Ca gập đầu ngón tay, một tờ giấy bay tới trước mặt Diệp Huyên. Sau khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, mặt Diệp Huyên biến sắc, hắn xoay người rời đi. Trên tờ giấy chỉ có một hàng chữ, Hắc Diễm Quân đã đến. Hắc Diễm Quân. Đương nhiên Diệp Huyên đã nghe nói về quân đội khiến các nước xung quanh biến sắc này. Khương Cửu và binh sĩ của Khai Dương Thành chắc chắn không cản nổi. Diệp Huyên đi được không lâu thì đột nhiên dừng bước, sau đó quay trở lại nhà tre, hắn bước tới trước mặt Lục Cửu Ca, sao cô không đi? Lục Cửu Ca lạnh nhạt hỏi lại, ta đi được à? Diệp Huyên. Lục Cửu Ca nói, Trần Bá đã đi làm việc giúp ta rồi, bây giờ ta chỉ có một mình. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Nói xong, hắn bước qua bên cạnh Lục Cửu Ca, sau đó bế nàng ta lên chạy đi. Sau khi ra khỏi nhà tre, Diệp Huyên chạy như điên, mà Lục Cửu Ca trong vòng tay hắn đột nhiên nói, ta bảo ngươi đẩy xe lăn chứ không bảo ngươi bế ta. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, cô nói gì? Gió lớn quá, ta nghe không rõ. Lục Cửu Ca. Chương 327, Hắc Diễm xuất quân, ai dám tranh phong? Trong đêm tối, Diệp Huyên ôm Lục Cửu Ca chạy như bay. Ba chữ Hắc Diễm Quân khiến hắn được một phen khiếp sợ. Đó là đội kỵ binh được Đại Vân dốc hết toàn lực đào tạo, một trong những con át chủ bài của đế quốc. Tướng sĩ trong quân đều được lựa chọn từ những tinh anh thân kinh bách chiến, đưa đi huấn luyện trong bí mật. Lẽ dĩ nhiên, chiến lực của họ đã kinh khủng vượt quá lẽ thường, đến mức Thanh Châu có một câu nói thế này, Hắc Diễm xuất quân, ai dám tranh phong. Mà hiện giờ, việc phái đội quân chứ danh này ra đã thể hiện rõ ý đồ muốn tiêu diệt Khương Quốc của đế quốc Đại Vân. Chân Diệp Huyên càng guồng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã trở về Học viện Thương Lan. Sau khi đưa Lục Cửu Ca cho Kỳ An Chi chăm sóc, hắn lập tức triệu tập các học viên. Đứng trước mặt hắn hiện giờ là khoảng 40 học viên Thương Lan cùng 30 con yêu thú.
Bầy yêu thú do hắn mang về từ Mang Sơn, được Bạch Trạch dạy dỗ và chăm sóc kỹ lưỡng, lại thêm có được linh trí nên cũng chung sống hòa thuận với các học viên. Diệp Huyên nhìn bọn họ một lượt rồi hỏi, lần này có thể một đi không trở lại, các ngươi đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hơn 40 người đồng thanh thét lên. Diệp Huyên hài lòng gật đầu, lên đường. Đoàn người lao xuống núi Kỳ Vẫn như một cơn gió, nhanh chóng biến mất giữa núi non chập trùng. Hoàng cung Khương Quốc. Quốc chủ Khương Nguyên đứng thẳng tắp trước đại điện, người khoác khôi giáp vàng óng, hông dắt trường đao, trước mặt là 3.000 ngự lâm quân vũ trang chỉnh tề, đợi lệnh phân phó. Khương Nguyên nhìn các tướng sĩ một lượt rồi mở miệng, ta đã nhận được tin Hắc Diễm quân của đế quốc Đại Vân đã đến Khai Dương Thành, các ngươi có sợ chăng? Cái tên ấy vừa được nói ra, tướng sĩ khắp nơi trố mắt nhìn nhau. Có ai ở Thanh Châu lại không biết đến đội quân chứ danh từng dùng 100 người tiêu diệt một quốc gia chứ? Khương Nguyên lại tiếp lời, Diệp quốc sĩ cũng đã xuất lĩnh toàn bộ học viên tại Học viện Thương Lan đến đó. Lần này, ba chữ Diệp quốc sĩ lại khiến tất cả những người có mặt sôi trào. Một người lính hét toáng lên, có Diệp quốc sĩ thì sao phải sợ Hắc Diễm quân? Thần nguyện đến Khai Dương Thành, sóng vai chiến đấu cùng Diệp quốc sĩ. Chúng thần nguyện đến Khai Dương Thành. Mấy nghìn ngự lâm quân tinh nhuệ đồng thanh thét lên, giọng vang như chuông đồng, chấn động mây ngàn. Cùng lúc ấy, một chiếc thuyền bay xuất hiện trên bầu trời hoàng cung rồi chậm rãi xả xuống cách đó không xa. Khương Nguyên rút đao bên hông ra, gióng giạc hô to, lên thuyền. Mấy nghìn người chỉnh tề bước lên thuyền, trong đó có cả quốc chủ. Khi thuyền đã dâng lên tầng mây, Khương Nguyên mới nhìn xuống cung điện quen thuộc bên dưới, một tia phức tạp dâng lên trong mắt. Bởi vì đây có thể là lần cuối cùng ông ta được nhìn thấy nơi mình đã cư ngụ suốt mấy thập niên qua. Mãi cho đến khi thuyền bay biến mất trong màn đêm xa xăm. Hoàng cung Khương Quốc, điện dưỡng tâm. Khương Việt ngồi xổm dưới đất, kế bên là một con chó nhỏ lông đen đang ngoan ngoãn nằm xuống, trước mặt lại là Ngũ Lâu chủ của Túy Tiên Lâu. Hắn dịu dàng vuốt ve chú chó, hỏi trận này có mấy phần thắng. Thấy Ngũ Lâu chủ không đáp, Khương Việt cười, xin cứ nói thẳng. Bấy giờ ông ta mới mở miệng, chưa đến 2 phần. Khương Việt nhẹ giọng, nếu vị kiếm tiên tiền bối kia ra tay thì sao? Ngũ Lâu chủ nhìn ra ngoài điện với vẻ phức tạp, nếu nàng ta ra tay, mọi chuyện sẽ càng rối loạn. Mọi chuyện cho đến giờ phút này vẫn là tranh chấp giữa thế hệ trẻ với nhau, tuy đã nâng tầm đến chiến tranh quốc gia nhưng cường giả vạn pháp cảnh vẫn không được ra tay. Nhưng một khi vị kiếm tiên kia có động tĩnh thì đây đã không còn là chuyện giữa thế hệ trẻ nữa. Khi ấy có khi không chỉ người thường bỏ mạng mà cường giả vạn pháp cảnh cũng sống chết với nhau. Cả Thanh Châu sẽ rối như tơ vò. Nhưng nếu vị ấy không ra mặt, liệu phe Diệp Huyên có chống đỡ nổi không? Khó mà đoán được. Vẻ u sầm ảm đạm bao phủ lấy Khương Việt và Ngũ Lâu chủ. Tin toàn thể học viên Thương Lan cũng như Khương Nguyên xuất lĩnh cấm quân Hoàng Cung đến Khai Dương Thành nhanh chóng lan truyền khắp Khương Quốc. Phải đến khi biết được quốc chủ cũng đến thân chinh, người dân trong nước mới ý thức được độ nghiêm trọng của tình hình lúc này. Tóm gọn lại rằng, Khai Dương mất, Khương Quốc mất. Gần như ngay lập tức, hàng hà sa số võ giả tức tốc lên đường đến Khai Dương Thành. Có người sợ chết, có người không mặn mà gì với đất nước, có người lại ôm tấm lòng trung trinh với quốc gia. Trong một dãy núi xa xôi nọ, có một đội kỵ binh đang lao đi như một cơn lốc, để lại những ngọn lửa màu đen trên đường đi. Nhân số họ chỉ chừng 100 người, ai nấy đều vận khôi giáp và đội mũ sắt màu vàng sậm, bên dưới là một chiếc mặt nạ quỷ che khuất dung mạo. Họ cầm trong tay những thanh trường thương dài hơn thương giáo bình thường rất nhiều, đầu thương nhọn hoắt như kim, mũi thương bé tí như gai, lóe lên ngọn lửa lạnh lùng. Trên vai họ dắt trường cung vàng sậm, sau lưng đeo hộp tên đồng chứa 10 mũi tên dài với đầu tên hình thoi có móc ngược. Hai bên hông họ là hai thanh đoản đao, ngắn hơn đao thường một chút nhưng lại dài hơn dao găm. Tất cả những vũ khí này đều thuộc cấp minh hạ phẩm. Nói cách khác, chỉ riêng những trang bị ấy thôi đã có giá ít nhất 1 tỷ kim tệ. Đáng chú ý nhất là con ngựa mà những kỵ binh này đang cưỡi. Chúng vạm vỡ hơn hẳn ngựa thường, toàn thân đen bóng, 4 chân được bao phủ bởi một lớp vảy đen lóng lánh, trên người cũng được khoác khôi giáp vàng sậm.
Mỗi khi vó ngựa nhấc lên, tốc độ siêu quần của chúng sẽ để lại một ngọn lửa đen bập bùng trên mặt đất. Chúng chính là ngựa hắc diễm, một loài yêu thú không sinh trưởng ở Thanh Châu mà được đế quốc Đại Vân bỏ ra một núi tài sản để rước từ Trung Thổ Thần Châu về. Chúng sở hữu tốc độ siêu việt tất cả yêu thú ở Thanh Châu, chỉ cần tăng tốc thì đến cường giả thần hợp cảnh đỉnh cao cũng phải chào thua. Xứng với chúng là đội quân được Đại Vân hao tài tốn của mới đào tạo ra, xưa nay chưa từng lại trận trên đất Thanh Châu. Mục tiêu lần này của họ chính là Khương Quốc. Chương 328, thì cứ giết mà thôi, cho dù phải bỏ ra cái giá đắt hơn. Khai Dương Thành. Toàn thành đã tiến vào tình trạng khẩn cấp. Sự hiện diện của cửu công chúa khiến lòng quân ổn định không ít, vì điều này có nghĩa là Khương Quốc không muốn từ bỏ tòa thành này. Thật ra họ cũng không thể, vì một khi Khai Dương bị công phá, đại quân 100.000 người của Sở Quốc chỉ cần chưa đến nửa ngày là có thể đánh vào đế đô. Khai Dương Thành chính là phòng tuyến cuối cùng của Khương Quốc. Trên tường thành, Khương Cửu Hiên ngang đứng trong bộ giáp bạc sáng loáng nhưng trong mắt đã không giấu được vẻ mệt mỏi. Nàng ấy chưa từng được nghỉ ngơi đầy đủ kể từ khi đến đây. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn đại quân Sở Quốc nghìn nghịt nơi xa, trong mắt nàng ấy chỉ còn lại sự băng giá. Nàng ấy biết đã đến lúc quyết chiến một trận, không chỉ vì tính mạng của bản thân mà còn của vô số người Khương Quốc. Bỗng nhiên, đồng tử nàng ấy rụt lại khi nhìn thấy kỵ binh Sở Quốc bắt đầu di chuyển. Chúng đến rồi. Binh lính trên tường thành tập trung đề phòng. Lần này, kỵ binh Sở Quốc không phái quân tiên phong đến nữa mà toàn bộ cùng xuất trận. Vó ngựa của 100.000 kỵ binh đồng loạt nện xuống khiến cả một vùng đất cũng phải run rẩy. Cảnh tượng quân địch đông như kiến cỏ ấy khiến bầu không khí trong Khai Dương Thành trở nên nặng nề, nghiêm trọng hơn. Kỵ binh Sở Quốc chẳng tốn bao lâu đã đến vị trí cách thành vài nghìn trượng. Họ bỗng nhiên không tấn công nữa, cũng không phái bộ binh công thành tiến lên mà chỉ dừng lại đó như đang chờ đợi gì. Người tiên phong trong nhóm kỵ binh chính là Lý Mục từ Học viện Thương Mộc và ám chủ của thế giới ngầm. Nhìn Khai Dương Thành xa xa, Lý Mục lạnh nhạt nói, Hắc Diễm quân sẽ đến trong nhiều nhất là nửa giờ nữa. Khi ấy, có 100.000 đại quân ở đây, cộng thêm cả đạo binh thế giới ngầm của ngươi, muốn hạ thành này dễ như trở bàn tay. Ám chủ trầm giọng hỏi, ai đối phó Diệp Huyên? Lý Mục cười khỉnh, yên tâm, trừ Lý Mộc Lâm và vị cung thủ kia ra còn một người nữa đến từ Trung Thổ Thần Châu. Ba người họ và đạo binh của ngươi cùng ra tay, muốn giết hắn dễ như bắt ba ba trong giỏ. Cho dù không được thì vẫn còn có đại quân và Hắc Diễm quân ở đây, chẳng lẽ hắn còn thoát được? Ám chủ lắc đầu, nếu hắn trốn. Yên tâm, hắn sẽ không làm vậy. Trước ánh mắt của đối phương, Lý Mục cười, nói chắc như đinh đóng cột. Hắn tuy là đại địch của Thương Mộc ta nhưng lại không phải hạng tham sống sợ chết. Người cực kỳ trọng tình nghĩa như hắn tuyệt đối sẽ không trốn chạy. Ám chủ lại hỏi, nếu vị kiếm tiên kia ra tay. Kiếm tiên ra tay ư? Câu hỏi này khiến Lý Mục không khỏi nheo mắt, hai tay siết lại. Nàng ta dám ra tay tức là dám phá luật trước, khóe môi lão ta nhếch lên đầy dữ tợn, thì cứ giết mà thôi, cho dù phải bỏ ra cái giá đắt hơn. Ám chủ im lặng. Giá ư? Thương Mộc và thế giới ngầm không sống mái cùng kiếm tiên kia vì họ muốn để lại một đường lui, bằng không thì bên nào cũng sẽ gặp tổn thất nghiêm trọng. Tuy hiện giờ hai thế lực này đã tổn thất không ít người, nhưng với họ mà nói đó chỉ như muối bỏ biển, bởi vì những thành phần nòng cốt ở vạn pháp cảnh vẫn chưa bị ảnh hưởng. Chỉ cần cường giả cấp bậc này không bỏ mạng quá nhiều, căn cơ của họ vẫn được bảo đảm. Đây cũng là lý do họ đồng ý với điều luật do cô gái bí ẩn đặt ra. Đối với Thương Mộc và thế giới ngầm, trận chiếm hôm nay chính là trận chiến cuối cùng. Trên chiến trường, lực lượng hai bên đã dàn ra đối mặt nhau nhưng vẫn duy trì im lặng. Trên tường Khai Dương Thành, vô số binh lính sẵn sàng đón địch. Trong mắt họ có căng thẳng, nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tuyệt. Họ đã không còn đường lui nữa, chỉ còn một đường chiến mà thôi. Sắc mặt Khương Cửu bình tĩnh vô cùng. Vào giờ phút này, nàng ta đã suy tính đến tất cả kết quả, đi đến kết luận rằng cùng lắm chỉ là chết mà thôi. Đúng lúc ấy, Lý Mục bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang bên phải, khóe miệng nhếch lên, họ sắp đến, có thể tấn công rồi. Lão vừa dứt lời, một tiếng gầm phẫn nổ vang lên từ 100.000 kỵ binh tấn công. Tấn công. Chỉ trong chớp mắt,
Vô số kỵ binh túa ra từ hai sườn, thẳng hướng Khai Dương Thành. Trên tường thành, đôi mắt Khương Cửu khẽ nhắm lại trong một khắc rồi mở bừng ra. Nàng ấy thét lên, tử chiến. Tử chiến. Vô số giọng nói khác đồng thanh đáp lời. Chương 329, không ai khác ngoài Mạc Vân Khởi. Tử chiến. Trận chiến này không chỉ quyết định số phận của binh sĩ Khương Quốc trong thành mà còn ảnh hưởng đến sự tồn vong của đất nước. Một khi thua trận, Khương Quốc sẽ diệt vong hoàn toàn. Trước thế tấn công ồ ạt như vũ bão của lính Sở Quốc, Khương Cửu vẫn vững vàng đứng trên tường thành, tay nắm chặt một cây thương, nét mặt bình tĩnh. Khi quân địch đã đến dưới chân thành, nàng ấy bước lên một bước, vung cao ngọn thương, cất giọng gầm lên, bắn tên. Lệnh vừa ra, hàng hà sa số những mũi tên như sao xa rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết vọng lên. Nhưng những tiếng kêu ấy không chỉ đến từ quân địch bên dưới. Khương Cửu quay phát lại khi nhác thấy những cái bóng đen quỷ quyệt đang thoát ẩn thoát hiện trên tường thành. Mỗi lần chúng xuất hiện đều có những binh sĩ Khương Quốc ngã xuống. Đạo binh thế giới ngầm. Sự xuất hiện của nhóm sát thủ này khiến tường thành rơi vào hỗn loạn. Khương Cửu thét lên, đừng hoang mang, lập tức phái quân cảm tử. Không được. Một tướng lĩnh đứng kế bên nàng ấy vội vã căn ngăn, điện hạ, quân cảm tử phụ trách đảm bảo an toàn cho người, tuyệt đối không thể rời khỏi điện hạ. Đôi mắt ngập tràn lửa giận của Khương Cửu nhìn xoáy vào ông ta, mạng ta là mạng, chẳng lẽ các binh sĩ kia thì không? Tất cả quân cảm tử, tham chiến ngay lập tức. Một khắc yên tĩnh trôi qua, vô số bóng người áo đen cầm dao găm xuất hiện, tỏa đi khắp bốn phương tám hướng trên tường thành. Họ chính là quân cảm tử, một nhóm người được Khương Quốc tập trung nuôi dưỡng, chuyên phụ trách bảo vệ hoàng thất. Thực lực của họ tuy không bằng sát thủ thế giới ngầm nhưng cũng không quá kém cỏi, nếu dùng số lượng áp chế thì vẫn có thể kềm chân quân địch. Khương Cửu lại đi đến mép tường thành nhìn xuống, thấy một người đàn ông cầm trương thương đang lao băng băng về phía tường thành. Người đứng đầu bảng võ, Lý Mộc Lâm. Thấy hắn ta né tránh làn mưa tên dễ dàng như đang đùa bỡn, toàn lực hướng tới cổng thành, Khương Cửu lập tức biến sắc. Nếu tường thành bị phá, binh sĩ Khương Quốc sẽ không còn gì để bảo vệ, căn bản khó mà ngăn bước đại quân Sở Quốc. Đúng lúc ấy, Lý Mộc Lâm dừng lại, cây thương trong tay bắn ra. Choeng! Một thanh phi đao không biết xuất hiện từ lúc nào đang xoay tít nơi đầu ngọn thương, tia lửa không ngừng tóe ra. Tay phải Lý Mộc Lâm xoay một vòng, ngọn thương run lên đánh bay phi đao đi. Hắn ta ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm mắt với người thanh niên đứng trên tường thành, không ai khác ngoài Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi nhìn đối thủ của mình với vẻ rừng rưng, trong tay hắn ta là một thanh phi đao dài chỉ có ba tấc nhưng lại toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Lý Mộc Lâm vừa xông về trước một bước thì đã bị thanh phi đao bay vụt xuống như một tia chớp cản đường. Hắn ta phản ứng nhanh nhạy như một con báo, ngọn thương trong tay đâm ra đúng lúc phi đao bay đến. Choang! Đánh bay phi đao rồi, Lý Mộc Lâm tung mình nhảy thẳng đến trước cổng Khai Dương Thành. Binh lính Sở Quốc rối rít nhường đường. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, một luồng lực thương cũng dần ngưng tụ quanh người hắn ta. Một thương này chắc chắn sẽ phá được cổng thành. Thấy vậy, khóe môi Mạc Vân Khởi nhếch lên dữ tợn. Hắn ta xách theo một cây côn sắt, không chút do dự thả mình giáng xuống. Lý Mộc Lâm vốn tự tin rằng tốc độ của mình nhanh hơn, có thể phá thành trước khi đối phương rơi xuống nên không thèm để ý đến Mạc Vân Khởi, tiếc rằng hắn ta đã đánh giá thấp đối thủ của mình. Khi gần rơi xuống đất, tốc độ của Mạc Vân Khởi bỗng tăng vọt. Lý Mộc Lâm biến sắc. Ngọn thương vốn chuẩn bị đâm thủng cổng thành lại đổi hướng, chĩa ngược lên trên. Rầm. Sau một tiếng ầm vang nặng nề, Lý Mộc Lâm đã bị bắt phải lùi lại hơn 10 trượng. Hắn ta vừa dừng bước, một thanh phi đao bất thình lình bay vút tới. Nhanh quá. Đồng tử Lý Mộc Lâm rụt lại, cuống quýt lách mình khiến phi đao dán mũi mà qua. Sau đó hắn ta lập tức xoay người, ngọn thương trong tay lao tới như một con rồng tỏa sáng nhàn nhạt. Đâm thẳng vào cây côn sắt đang sắp sửa giáng xuống đầu. Thương và côn chấn động kịch liệt, Mạc Vân Khởi liên tục thối lui mười mấy trượng. Mặt đất dưới chân hắn ta đã không còn nguyên vẹn, hổ khẩu tay phải cũng đã nứt toác, máu tươi chậm rãi uốn lượn trên thân côn. Lý Mộc Lâm nhìn Mạc Vân Khởi, mũi chân điểm nhẹ, cả người hắn ta bắn đi như một mũi tên xé rách không khí,
Đáng tiếc rằng trường thương lại không đâm trúng một ai, vì Mạc Vân Khởi đã lùi lại đến trước cổng thành tự bao giờ. Tốc độ kinh khủng thật. Vẻ nghiêm túc hiện ra trên gương mặt Lý Mộc Lâm khi nhận ra tốc độ của đối phương đã vượt ngoài dự kiến của hắn ta. Mạc Vân Khởi không tiếp tục tấn công mà bớt thời giờ quan sát tình hình. Xe thang đã được dựng khắp bốn phía tường thành, hàng loạt binh lính sở quốc dồn dập leo lên như kiến nối đuôi, có những người đã đạt đến lăng không cảnh thì trực tiếp mượn tường thành nhảy lên. Âm thanh chém giết đã bắt đầu vang lên ở trên đó. Nếu cổng thành bị phá, binh lính trong thành không thể nào cản bước kỵ binh sở quốc, khi ấy Khai Dương thành sẽ thật sự xong đời. Không thể để điều đó xảy ra. Chương 330, ta thật sự không muốn chết. Mạc Vân Khởi siết chặt côn sắt trong tay đến mức vết thương lại nứt ra, máu ồ ạt chảy. Không rời mắt khỏi Lý Mộc Lâm, hắn ta thì thầm, xem ra ta đây cũng phải làm anh hùng một phen rồi. Đúng lúc ấy, Lý Mộc Lâm biến mất. Gương mặt Mạc Vân Khởi nhăn lại. Hắn ta vốn có thể trốn đi nhưng lần này thì không, bởi vì sau lưng chính là cổng thành. Mạc Vân Khởi đột nhiên tung người nhảy lên cao, cơ thể xoay tít như bông vụ, vô vàn bóng côn hư ảo xuất hiện. Ngọn thương trong tay Lý Mộc Lâm cũng hàm chứa khí thế lôi đình vạn quân, lao thẳng vào Mạc Vân Khởi. Giữa không trung, Mạc Vân Khởi thét lên, côn pháp hoành thiên. Từng đợt côn sắt nện xuống, theo sau là vô số bóng côn ầm ầm nối tiếp. Đây chính là nhất côn hoành thiên được lão kỳ truyền thụ cho hắn ta. Quỳnh. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên khi thương và côn va chạm. Mạc Vân Khởi bay tít ra ngoài, đập thẳng vào cổng thành khiến nó run lên bần bật. Cát bụi tung bay khi hắn ta ngã huỵch xuống đất, Lý Mộc Lâm cũng không ngừng lùi lại đến hơn 30 trượng, hai chân ghì xuống để lại hai đường rãnh sâu hoắm trên mặt đất. Mạc Vân Khởi gắng gượng nhổm dậy, lau đi vết máu bên khóe môi, ngẩng đầu đón lấy ánh mắt Lý Mộc Lâm rồi tuét miệng cười, mẹ nó chứ. Tới nữa xem. Lý Mộc Lâm nheo nheo mắt, đang muốn tấn công thì phát giác một bóng người đã xuất hiện sau lưng. Đó là một người thanh niên tầm 20 tuổi mặc áo trắng bó sát, tóc dài quấn quanh cổ, đôi mắt lạnh buốt. Trong tay gã là một thanh đại khảm đao bản rộng, lưỡi đao mỏng như cánh ve, thân đao treo 5 chiếc khuyên sắt đen tuyền. Trên cán đao có những đường vân nhỏ tản mát ánh sáng đỏ xuyên thấu bàn tay người cầm. Gã ta xách đao vọt tới cổng Khai Dương thành. Nơi nào mũi đao chạm vào, mặt đất nơi ấy nổ tung. Binh lính bốn phía phải rối rít tản ra trước khí thế cuồn cuộn đang ập đến. Mạnh quá. Đồng tử Lý Mộc Lâm khẽ rụt lại, trên mặt là vẻ cẩn trọng. Người của Trung Thổ Thần Châu đến rồi. Trước cổng thành. Mạc Vân Khởi thẳng tắp đứng đó nhìn người áo trắng đang lao đến, trong thâm tâm thật ra chỉ muốn chạy trốn mà thôi. Hắn ta đã bị trọng thương sau đợt liều mạng vừa rồi với Lý Mộc Lâm, hiện giờ thấy khí thế của đối thủ mới thế này, hắn ta biết mình không thể nào chống lại được. Nếu cứ bất chấp mà lên, hắn ta có thể sẽ chết. Đột nhiên, Mạc Vân Khởi giống lên, trốn cái đếch ấy. Ông đây là người của Học viện Thương Lan. Là huynh đệ với Diệp Thổ Phỉ, còn khuya mới làm mất mặt. Đến đây. Vừa nói xong, hắn ta đã nắm côn sắt lao về trước. Huyền khí trong cơ thể Mạc Vân Khởi cuồn cuộn chảy vào cây côn trong tay. Lực côn cũng bắt đầu ngưng tụ lại trên người hắn ta, ngặt nỗi nó không thấm vào đâu so với người thanh niên cầm đao kia cả. Thế nhưng Mạc Vân Khởi không những không sợ mà còn tăng tốc. Trong mắt những người quan chiến. Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn 5 trượng, 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng. Đại khảm đao chém xuống. Côn sắt vụt ra. Một khắc tĩnh mịch. Ầm. Côn sắt vỡ vụn, đại đao tiếp tục bổ xuống đầu Mạc Vân Khởi. Đồng tử hắn ta co lại, lộn mình về sau, tránh thoát một chiêu chí mạng trong gang tấc. Lưỡi đao vừa cắm xuống đất, người thanh niên kia lập tức buông tay, nâng đầu gối lên nện thẳng vào bụng Mạc Vân Khởi. Hai mắt Mạc Vân Khởi lồi ra, thân hình như một con tôm bay vút về sau mấy chục trượng, đập thẳng vào cổng thành. Duỳnh. Cổng thành run rẩy, Mạc Vân Khởi lại ngã xuống trong một cơn mưa bụi đất mịt mù. Người thanh niên áo trắng kia vươn tay ra, thanh đại đao sau lưng bỗng lơ lửng bay lên rồi trở về trong tay chủ nhân. Có đao trong tay, gã ta lại lao thẳng về phía đối thủ. Mạc Vân Khởi lồm cồm bò dậy. Cả người đau đớn như bị xé toạc, máu tươi không ngừng trào ra khỏi môi.
Hai mắt hắn ta vẫn dán lên người thanh niên kia, lầm bầm, mẹ kiếp, Diệp Thổ Phỉ, đừng nói là chờ ta chết rồi ngươi mới đến chứ. Hắn ta quét nhìn bốn phía một lần, thật sự không thấy bóng Diệp Huyên đâu, trong khi đối thủ đã càng lúc càng gần. Khóe miệng Mạc Vân Khởi méo sạch, Diệp Thổ Phỉ, Diệp ca, đại ca, ca ca à, cứu với, ta thật sự không muốn chết đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.